phải nói là định của chớp luôn á. Hôm bữa tưởng hết rồi, ai về đó nó báo còn hàng, mừng má ơi. Cái đầm đẹp như vậy luôn, nguyên cặp luôn, các bạn 7-9 ngàn. Ta trò ơi, 7-9 ngàn cái. Trời ơi, đẹp quá trời. Sao hôm nay cái cứ lên được á, xong là lại bị lắc nữa, tức ghê. Hello mọi người, vô lại giùm em đi, lắc hoài một cái mình ghê luôn vậy đó. Chóng mặt của ta. Có pyjama không chị? Có em, chưa kịp lên nữa nè. Ủa đây còn hộp thuốc nè anh, quanh em cứ báo hết hoài vậy anh ơi nè. Thuốc nè Bảo, thuốc nè, còn không? Ngày mai chắc bà giao. Vô giùm em nha mấy chị ơi. Xét gấu like chưa chị? Xét gấu. Gấu nào trời? Thích gấu nào ta? Thích gấu nào ta? Chị nhớ thì còn thích cô gái thôi mà chị đâu có thích gấu đâu trời. Nhiều mẫu quá trời luôn á, không nhớ nổi luôn á. Còn thích cô gái cánh dơi. Đây nè, đây nè, nè. Thích cô gái cánh dơi hơi bị hot luôn nha mấy bà. À, 85 ngàn. Lát rồi em like cái mọc này cho bà sau. Má ơi cái đầm này hôm bữa em về mấy bà ơi, em nói thiệt với mấy bà luôn á. Đợt em về một lô nha mọi người, nhưng em không có đủ hàng chia luôn mọi người. Bộ thun giấy còn không trang. Chị có ra cái áo không mà không phải là bộ đó nha chị. À thun giấy đây nè. Trời em còn nè, em đang like luôn nè. Mẹ em tức quá trời luôn á. Em bận thử bận ơ rồi luôn rồi đó trời, mà không chịu nè. Trời ơi, mấy chị vô lại giùm em, chia sẻ lại giùm em cho mọi người nha. Đây nè mấy chị. Đây nè. Lấy cô gái cho Kim Xuân nè, 85 ngàn à, bộ nó đẹp lắm, vải đúng đã luôn. Áo thun chưa có lên, con ơi. Có mấy mẫu bên đây về không có kịp mấy chị ơi. Thấy chị đăng nguyên set ngố. À rồi, set ngố con cái quần chấm bi phải không? Xét dây 59 ngàn còn không chị? Xét dây 59 ngàn là xét gì trời? Rồi biết rồi, đầm chị mặc còn không? Chuẩn bị lên nè. Áo gấu vàng quần đen. Áo gấu vàng quần đen. Mà như đâu có đâu ta. Đầm chị mặc chuẩn bị chị lên nè. Cái đầm này bà nhớ không? Đợt hộp em bán không? Mấy bà cháy không? Trời ơi cái đầm đang mặc có 79 ngàn mà nguyên một cặp luôn nha. Nguyên một cặp luôn mấy chị, 79 ngàn đợi xíu lên màu cho lựa. Đây nè chị, bộ thun giấy nè chị, 79 ngàn à. Má ơi cái áo nó form nó siêu rộng luôn á. Cái áo này là hàng mà gọi là form Thái luôn, rất là đẹp giùm em luôn nè. Em có màu nè mọi người. Mickey bò, cái lượng bò sữa xám nè. Rồi Mickey trắng nè. Mickey trắng nè. Màu xanh nè. Đó màu xanh hình con cọp, con ngựa nha, con sư tử nha mấy chị ơi. Cái này màu vàng hình xe ô tô. Bộ này đẹp lắm. Chị nào muốn coi cái form thì qua cái like cũ giùm em nha mọi người. Qua cái like cũ giùm em nha mấy chị nha. Hồi nãy em có like trên cái like cũ mấy chị ha. Rồi ok chưa? Rồi mấy chị vô đông đông giùm em nha mọi người. Đó là em lên cái đầu năng mang cho mọi người đây. Thiệt sự luôn mấy chị. Lấy màu gì tại trà thanh. Mà lấy màu gì? Lấy màu gì? Trời ơi má ơi cái đầu năng mặc mấy chị ơi là nguyên một cặp giùm em luôn nha mấy chị. Bò sữa phải không? Kim Xuân bộ thun giấy. Thấy chưa? Thấy vừa.
Chị vừa không? Vừa đó chị Kim Xuân, 70kg đúng không? 75kg hả? 75kg hả? Không, bộ báo 75kg là bao vừa đó nha. Hơi bị bự luôn á, hơi bị giãn luôn á. Rồi được chưa mấy bà ơi? Bắt đầu em lấy cái tầm đang mặc cho mấy chị nha. Trời ơi mấy chị ơi, cái tầm đang mặc cho mấy chị nè. Qua kìa. Giá chỉ có 79.000 dùm em thôi mọi người ơi. Là nguyên một cái cặp như thế này dùm em luôn. Là một cái đầm và một cái áo khoác cho mấy chị như thế này nữa nha. Là còn bộ kiểu không trang còn, bà để em xíu lên cho. Set bell còn không trang hết, set bell rồi gái ơi, hết set bell rồi. Lên đầm dùm em mấy chị ơi. Trời ơi body cặp mấy chị ơi rất là xịn luôn mọi người ơi. Nguyên một set luôn. Em bán có 79.000 thôi, em có màu hồng nè mấy chị. Rồi cái đầm này của em là siêu đẹp cho mấy bà luôn nha mấy bà. Hôm nay em nó về hàng mà nó không có đáo em không có biết. Em đăng hình lên cho mọi người coi. Trời ơi nó đẹp xỉu giùm em luôn nha mấy chị. Nguyên một cặp luôn có 79.000 mấy chị ơi. 79.000 giùm em thôi nha mấy chị nha. Đây đây đây. Trời ơi màu nè mấy chị. Sọc lớn giùm em luôn. Trước em mua shop 450. Ồ đúng rồi. Đồ chị bán dĩ nhiên không bằng người ta đâu. Nhưng mà kiểu thì kiểu có lại dán, mọi người cứ yên tâm giùm em luôn là rất là chuẩn nha mọi người. Dĩ nhiên vải em sẽ không bằng mấy hàng 400-500 nghìn đâu mọi người. Nhưng mà gọi là cái kiểu với lại cái dán á mấy chị ha, là em rất chuẩn cho mọi người luôn. Mọi người cứ yên tâm giùm em là như vậy luôn ha. Em có đầm sọc cam nè mấy chị. Em nói thiệt luôn, cái đầm này mấy chị không mua mấy chị rất là tiếc luôn á mọi người. Tại vì em về một lô rồi. Bộ đùi gấu xanh còn không chị? Thấy mấy đùi gấu xanh là đùi nào vậy? À còn em đùi gấu xanh chị biết rồi, còn nha cục cân. Đây nè, màu mấy chị Burberry nè, hơi bị hot giùm em luôn. Burberry nha mọi người nha. Body đen chị, body đen là cái này đúng không? Chỉ có cái loại này thôi nha Quỳnh Anh. Body đen nè, ok 79.000 nha. Rất là đẹp luôn á mấy chị. Mấy chị tin em đi. Test sơ mi caro em hết rồi. Cảm ơn chị Bắp Rang nha. Đồ em á chị ơi, em nó thiệt sự với bà luôn. Hàng 400-500 ngàn thì em không bằng đâu mọi người. Nhưng mà em chắc chắn giống chị một điều rằng là hàng nhà em là mấy chị ơi, rẻ mà đẹp á, mấy chị không mua được của em nữa rồi. Mấy chị không bao giờ mua được hàng chỗ khác đâu, mới thiệt sự luôn á. Với tầm cái giá tiền đó mấy chị bỏ ra, mấy chị muốn mua hàng hơn nữa em thiệt sự không bao giờ có. Hứa với mấy chị một điều là như vậy luôn. Được chưa? Burberry nè. Rồi màu xanh giùm em nè cả nhà ơi. Đó cả nhà nhìn giùm em cầm như vậy cho cả nhà xem nè nha. Rồi cả nhà thích màu nào cả nhà lấy. Được chưa? Đen xanh nè, Burberry nè, cam nè. Đó. Màu hồng nè. Màu hồng nè mấy chị nào. Và một cái màu đó là màu nâu giùm em luôn. 79.000 nguyên một cặp luôn, rất là rẻ. Body đen cho Quỳnh Anh có rồi. Burberry dồn với chị Trinh Ly. Trang đài Nguyễn Lấy Hồng. Nè. Con gấu biết cái mẫu gì rồi, mẫu quần đùi đúng không hay là quần ngổ đúng không? Trời nó like mà ghê dữ không. Trang này Nguyễn Burberry luôn là hai cái đúng không gái ơi? Đây đây màu đẹp lắm mấy chị ơi, mới thiệt luôn, màu nào cũng xinh luôn, 79.000 à. Quần xin ngổ em còn nha chị ơi, Bích Tuyền còn nha gái ơi. Bộ thun giấy màu xanh em à, em lấy dồn đôi với Kim Xuân cho Ngọc Thảo. Đầm chị mặc cho Ngọc Hoa, Ngọc Mai chứ lộn. Burberry cho Thu Heo. Và Burberry còn một cái cho Thu Heo là hết luôn. Trời cái đầm này đẹp lắm mấy chị ơi, mấy chị tin em đi mới thiệt luôn á. Mấy bà sĩ không lấy cái đầm này là rất là tiếc luôn á nha mọi người, thiệt luôn, tại vì rất là sang. Burberry cho Thu Heo, Burberry hết nha mọi người. Bây giờ còn Burberry đậm thôi. Cam cho Nguyễn Cun. Cam cho Nguyễn Cun. Body cam cho Ngọc La La. Thiệt sự là cái đầm body này chứ mấy chị nào mà coi like em một hồi bữa thứ 6 là giành giật nhau lấy luôn, không có hàng đâu mấy chị. Bữa nay em về được em mừng quá chị mừng luôn á, đẹp á. Ok Bích Tuyền đợi xíu chị lên lại cho con coi nha gái ơi. Đây nha mọi người nha, em còn Burberry đậm nè mấy chị nè. Em còn Burberry đậm nè mấy chị. Hay cái màu này là màu nâu, nâu Burberry nè mấy chị. Xinh lắm luôn nha. Trang này Nguyễn Lấy Cam luôn là ba cái phải không? Ok. Em đang mặc giá chỉ có 79.000 thôi nha chị Mộc Loan ơi. Xin không mấy chế và ủa cái màu nâu nè mọi người nhìn đẹp xỉu chưa, sang lắm. Quá trời đỉnh luôn á trời. Đầm sọc trắng Yến Nguyễn. Ủa sọc trắng là sọc nào trời? Sọc trắng là sọc này hả? Sọc trắng là sọc này đúng không? Yến Nguyễn nè. Rồi em còn màu nè mấy chị. Sọc nâu. Sọc xanh nha. Trời ơi đập đẹp quá. Thì vô nó sọc nâu nè. Quá rẻ luôn mấy chị ơi, nguyên cái đầm nó có 79.000 à. Có thêm cái áo khoác nữa mấy chị, quá rẻ đúng không, rẻ hồi xỉu luôn.
mấy chị kêu nè, mấy chị em bán giày thôi nè, mấy chị lại bán 69.000 rồi nè, nó cũng tiêu rồi. Hết rồi hả? Có cái đầm 2 dây bữa bán sọc bình thường thôi bán 69.000 rồi. Mấy chị mua nguyên cái đầm vậy luôn là có 79.000, không có 10.000 thêm một cái áo khoác quá trời tuyệt vời luôn. Mấy chị thấy rẻ xỉu chưa? Xét quần đùi dây rút chưa, ép chưa có lên. Trang này Nguyễn đơn trước đi chưa? Đi rồi chứ, dở cái này đơn mở giùm em nha chị. Chị đó chưa nhận hàng hay sao đó. Mới đi hôm qua hôm kia hả? Ừ. Quen không? Chị like chưa? Chị like rồi mà đợi chút xíu chị lên lại cho. Rồi lên làm màu lại cho mấy bà chế ơi. Nhưng nhức đầu quá trời luôn bà, ráng cố gắng em lên cho bà chế ha. Thiệt luôn á, màu xanh đẹp quá nè. Xanh đẹp quá à. Cam em còn một con, mấy chị ai lấy cam chút cam giùm em luôn. Giờ em lên màu xanh cho mọi người nha, nâu còn một cái luôn, cam còn một cái, bây giờ em lên xanh nha mấy chị nha. Trời ơi cái đầm này có 79.000 à, quá rẻ luôn á mấy bà chế ơi, mà lại cho mấy chị coi nè. Cái chất nè thấy không? Trời ơi quá dạng luôn. Cứ yên tâm giùm em ha, mặc là bao ghiền. Sáng nó ngồi nó canh ông nội cồn, con ông cồn cồn sao nó gỡ mà. Sáng nó ngồi nó canh ông nội cồn sao để biết được nó gỡ mà. Trời ơi má con màu xanh nè trời. Trời ơi giống hàng Quảng Châu quá trời luôn mấy chị ơi, thiệt sự luôn mấy bà. Quá trời giống hàng Quảng Châu rồi. Đẹp chưa mấy chị? Trời ơi. Đầm dịch bao nhiêu dạ? 85.000 nha tí baby ơi, tí baby ơi. Áo đó sơ mi beo gì vậy Trang? Trời mấy bà hỏi nó beo nãy giờ luôn nè mấy chị ơi, có 49.000 à. Đây áo thun beo 49.000. Áo thun beo thần thánh nhà em. Đó giờ bán cho mấy chị luôn có một giá 149.000 thôi mấy chị. Quá dễ, quá trời dễ thương xịn sò luôn, 49.000 xẻ tà luôn nè. Đó được chưa? Siêu xinh chưa? Rồi đào đang mặc nha mấy chị đẹp nha, giá 79.000 em lên màu lần nữa rồi em qua mẫu cho mấy chị nha. Xét dập ly để em xíu lên liền mấy chị ơi. Cam nè mấy chị. Đó, có cặp luôn nè, cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Áo cặp nè mấy chị ơi. Lên áo kiểu luôn đi chị. Ok, đợi chút xíu chị lên liền luôn nè. Giờ chị lên nè gái ơi. Trời ơi đẹp quá à. Đó, cái đầm thiệt luôn, nó quá rẻ cho mấy bà chế luôn á, 75-79.000 em nha. Thêm body xanh cho Ngọc La La nè, trời đúng luôn á. Màu xanh đẹp quá. 79.000 nha mấy chị yêu ơi. Nè. Đó, body cam nè, body màu nâu nè, còn một bộ nha. Cam còn một, nâu còn một. Hồng em cũng còn một luôn. Trời ơi cái màu hồng nó bánh bèo mấy chị ơi. Đây nè. Trời nó cười. Nó giận mặt với mình hay sao anh? Bảo. Quần ngố có hai màu đậm nhạt mấy chị ơi. Quần ngố có hai màu đậm nhạt mọi người ơi, 89.000 một quần mấy chị. 45kg mặc vừa không chị? Trời ơi em nghĩ coi không vừa sao được, bé body mà nó co giãn thoải mái, em càng ốm thì em mặc body thì càng đẹp thôi. Thiệt luôn á, càng ốm thì mặc body càng đẹp thôi. Quần mấy chị ơi, ngố cho em luôn 89.000. Hai màu đậm nhạt, 3 size ML. S dưới 48kg, M dưới 53kg và L dưới 56-57kg mặc vừa giùm em ha, ngố 3 size XML giùm em luôn nha mọi người nha. Ngố jean hai màu đậm nhạt. Được chưa? Trời ơi body quá dễ thương luôn nha mấy bà nha. Lên màu lần nữa qua mẫu nha. Quá xinh luôn. Rồi đây mấy chị, còn màu hồng nè, lấy hồng chút hồng giùm em. Rồi ok qua mẫu nha. Lên áo giùm em nè. Trời cái đầm body này quá dễ thương luôn á mấy chị ơi. Rồi em còn cái màu sọc lớn nè mấy chị. Có coi dạng không chị, mẫu nào? Body thì coi dạng, quần không coi dạng nha chế. Lô này về quần không coi dạng nha. Đó, quần không coi dạng mới có giá 89.000 luôn mấy bà. Thiệt luôn quá rẻ luôn.
Còn cái này là cái sơ mi dịch bao hóp luôn. Rồi tiếp tục giùm em thêm cái nâu này cho Nguyễn Cun. Ok luôn. Đẹp quá, màu xanh quá trời dễ thương. Cái gì? Rồi lên tiếp hàng. Áo nha mấy chị. Cho chị lên áo trước đi. Áo ba màu và cưng ơi, nhanh lắm. Cái áo này thì nhanh lắm mấy chị ơi. Em có ít rồi mấy chị nên cho em lên cái này trước đi cho nó gọn. Rồi ba màu trắng đen xanh. Trời mắt body xuất sắc luôn mấy bà ơi. Còn mấy cái hết hàng nha bà. Sỉ body này giá nhiêu bao nhiêu ta? Sỉ body sỉ cho em 63.000 lẻ giùm em 75.000, 79.000 phải không? 79.000 một cái body. Rồi ôi cái áo cổ bẻ dáng chơm rất tốt, quá là hot luôn mấy chị ơi. Ba màu giùm em, xanh, trắng và đen, 45.000 một cái. Sỉ giùm em 33.000 mấy chế. Pyjama để em xíu em la cái này xong lên pyjama liền. Đen, trắng, xanh. Rồi em lên chung với lại quần jean. Lên chung với lại quần jean ống rộng giá bà luôn. Quần jean ống rộng 139.000 nha mấy bà. Hàng này hàng Gucci giùm em. Hiện tại ngoài thị trường nó bán 180, 220 một cái quần này giùm em nha. Ok bé Phương đủ thêm trắng. Áo này quá trời dễ thương luôn mọi người ơi, 45.000 à. Sáu mươi cưới vừa không chị? Không nha gái ơi, 60 ký áo này không vừa đâu. Ba áo đào hình xanh cho heo nhựa. Trời áo này siêu dễ thương mấy chứ ơi. Cái này form rất tốt giùm em cho mọi người, đã báo trước cho mấy bà nha. Bận mà kêu ngắn quá là tôi bỏ tay cho mấy bà trẻ. Ok luôn nè, đào hình lấy ba áo nè. Heo nhựa lấy một áo, áo xanh em ok chị heo nhựa. Áo này dễ thương lắm mấy chị. Form drop top giùm em dán cô bạn này là bán quá trời bán mấy chị ơi. Bán là quá lâu cho mọi người luôn rồi đó. Tại vì cái hàng này là mấy chị gọi là hàng muôn thỏ luôn. Ai cũng có thể mang được hết trơn hết trọi mấy chị ơi. Dán cô bạn như vậy giùm em đơn giản như vậy thôi nha mọi người. Nhưng mà rất là dễ phối đồ luôn, phối gì cũng đẹp hết trơn á. Áo 45.000 chị Mộc Loan ơi. Ba màu giùm em nha mấy bà nha. Trời màu xanh còn đúng có một cái một luôn á trời. Xanh đúng còn một cái luôn, xanh lạ giùm em nha mấy chị. Trắng đen xanh ba màu. Đó, quá trời dễ thương giùm em luôn. Quần là 139.000 nha mọi người nha. Hàng lưng siêu cao giùm em luôn. Đây mấy chị nè, áo hai màu trắng đen nha mấy chị nha. Quá trời xinh này. Ôi ôi. Mộc Lan lên thông tin giùm em áo xanh còn một nè. Không lấy bỏ lại giùm em đi chị heo nhựa ơi. Em nhượng lấy áo bỏ lại anh ơi. Xanh với đen Mộc Lan lên thông tin giùm em luôn. Mộc Lan nó xanh đen hai màu nè. Hai màu trắng đen giùm em nha mấy chế nha. Còn hai màu cuối cùng thôi. 45.000 nha mấy chế đẹp. Này phong ngắn giùm em luôn. Trời ơi cái con này là đúng mặt theo kiểu mà mấy chị nào mà gọi thích đú với đời nè. Nó đú với đời thì kỳ quá mấy chị ơi, mà gọi là đú trend đó mọi người. Mà cái này lên là siêu xinh giùm em luôn. Rồi được chưa, hai màu giùm em nha mọi người. Ai lấy áo chốt em luôn. Em nhựa bỏ áo lại. Em nhựa bỏ áo lại. Rồi lên xích ngố. Mệt quá. Lai lẹ lẹ nè. Cái nụa này có chín bộ vậy ta. Hạnh Lê bộ này đẹp nè Hạnh Lê ơi. Giá nhiêu vậy trời. Bộ này quá đẹp luôn mấy chị ơi. Bộ eo ai mấy chị đẹp ơi, xuất sắc giùm em luôn. Ok. Nếu mấy chị bộ eo ai giùm em nè mọi người. Sỉ giùm em bộ này là 53 ha mọi người ha, lẻ là 69.000 giùm em luôn. Bộ trơn nha mọi người, rất là xinh luôn. Bộ full màu luôn mấy chị. Em có màu rồi mấy chị đẹp ơi, màu hồng nè mọi người. Rồi màu xanh lạ giùm em nhớ chị nha, có một bộ xanh lạ thôi. Rồi màu này màu nu, màu vàng.
da màu hồng, hồng nhạt giùm em luôn. Hồng nếu chị nhắc cái này em giúp chị chốt em là màu hồng cam đi, hay là cam sữa nếu mấy chị cho nó khỏi lộn ha. Rồi màu xanh lạ giùm em luôn nè, màu nu nè mấy chị, với lại màu vàng luôn. Trời bộ này đúng đẹp luôn á, bộ eo ai full full màu giùm em. Lóng rồi, bây giờ mấy cái hàng bộ full như vậy với bà luôn nha mấy bà ơi. Rồi sau này em lên pyjama nha, xin à. Đó, dễ mang dễ bận giùm em luôn nha. Cao ơi, đánh nó cái đi, đánh nó được rồi đó. Rồi lấy màu nào chốt màu giùm em luôn nha mấy bà nha, nguồn quá giùm em luôn. Ok em lên liền, em lên pyjama liền với bà nè. Trời ơi xinh quá trời luôn nè má ơi á. Đó, 60kg mặc thoải mái giùm em luôn nha mấy bà gái nha. Màu vàng nè, màu xanh nè mấy chị, màu nu nè, xanh lạ giùm em nè, hồng nè, cam nè. Để em lên cái bộ này cho nó xong nè mấy bà ơi. Rồi lên pyjama cho bà nha, lên tầng nữa nè. Trời ơi cái bộ này bà chế không lấy cho em, chạy em buồn quá ta. Trời ơi, không biết mấy bà có coi được không nữa, thiệt luôn, có chán quá vậy trời. Trời ơi, cái bộ này đúng dễ thương luôn á trời. Em thích bán mấy bộ ngố lắm mấy bà ơi. Mấy cái bộ này mấy chị mặc hoài mặc quẩy nó có bị lỗi thời mọi người, đẹp lắm. Rồi bộ eo ai giùm em nha, ai nữa thì chốt giùm em luôn. Rồi lên tiếp. Rồi lên cái mẫu này cho bà nè, pyjama này nha. Áo beo 49.000 mấy chị ơi. Pyjama 69.000 một bộ giùm em. Pyjama cho mấy chị đẹp nha. Tay ngắn giùm em luôn nè mấy bà ơi. Trời ơi quá trời quá đất rồi. À 69.000 giùm em. Quá trời dễ thương mấy bà chế. Tay dài cho mọi người nha, tay dài giùm em luôn, xinh quá à. Ngố hồng chốt cho chị Yến Nguyễn. Ok ngó hồng Yến Nguyễn nè, bốn cái áo bè là mi mi có nghe nè, còn 5 cái hết luôn. Bà lấy luôn giùm tôi đi bà mi, bà Nhi Nhi ơi, còn 5 cái hết luôn rồi. Nhi Nhi áo beo nè, bộ chị mặc còn Quỳnh Mai ơi, không biết lấy giờ mạng có bị yếu không nữa. Mà nghĩ sao lên bộ này bà im lặng, em thấy hoang mang quá đi. 69.000 cho Bino, 69.000 xanh cho Bino. Nhi Nhi á. Ủa bữa hôm có rồi mà ta. Nách. Ủa vậy hả? Bino có rồi, bộ gì mặc còn này gái ơi, đây chị lên bộ gì mặc cho. Anh lên pyjama 5 bộ để chút xíu nha. Ừ ok, để chút xíu chị lên bộ pyjama cho. Bộ đang mang nè mấy chị nè, em có màu rồi mọi người. Màu xanh giùm em nè, màu vàng nè mấy chị ơi, xinh lắm. Bộ bà nô hả, trời ơi xin lỗi em nha. Trời ơi thông cảm đi, má chị thiệt luôn á. Chị là đuôi mà đuôi lâu năm á em. Bà nô, ok. Rồi đây màu nu nè mấy bà ơi, pyjama bao nhiêu bà cho, pyjama rẻ lắm, xếp thể thao vậy, còn màu trắng à Hồng Ngọc ơi. Lỡ rồi cho lên cái bộ này cho nó xong luôn đi. 69.000 mấy chị. Đây nè màu xanh giùm em rồi, em nói thiệt cái bộ này nó dễ thương lắm luôn, em tức quá à. Em lên cái bộ này cho nó xong đi. Rồi cái này mấy chị chốt giùm em là màu cam sữa đi nha mấy chị. Đó 69.000 bộ thôi à, quá trời dễ thương luôn. Rồi màu hồng nè, nó cái lô này là cái màu nó rất là ưng luôn đó mấy bà ơi, màu nó dễ thương lắm. Cân ha.
Đó, đơn giản nhẹ nhàng, dễ mang dễ bận nha. Rồi pyjama thì xỉ 55 lẻ 69 ngàn. Anh lê pyjama 5 bộ. Thôi coi nó phải không trời. Cũng có cái tay ngắn thật sự à. Đúng là tay dài. Anh lê nè, pyjama còn có 4-5 bộ hết hàng mấy bà ơi. Pyjama giùm em nha, 69 ngàn luôn mấy chị. Em lấy pyjama, lấy pyjama em nha, màu gì vậy? Ngó xanh chốt chị Quỳnh Mai, xanh đang mặc đúng không chị Quỳnh Mai ơi? Chị Quỳnh Mai lấy xanh đang mặc chốt lại giùm em nha chị. Cam là cho Nguyễn My, hồng cho bà Nô. Ủa bà Nô lấy nó không có lấy màu xanh không vậy đó, chị biết cho bà Nô ơi. Nguyễn Quân lấy pyjama màu gì Nguyễn Quân ơi? Nguyễn Quân lấy pyjama màu gì chốt lại giùm chị nha. Rồi pyjama hiện tại em còn màu, em lấy hồng hả? Ok, hồng của Nguyễn Quân luôn nè. Xanh đang mặc là chị Quỳnh Mai nè. Rồi hai bộ đó chị, ok em. Rồi Nguyễn Quân em lấy hồng. Nguyễn Quân hồng hả? Rồi ok cho Nguyễn Quân một hồng luôn nè. Rồi còn đỏ mấy chị ơi, còn màu đỏ giùm em thôi nha mọi người. Còn hai bộ đỏ cuối cùng luôn, 69 ngàn bộ thôi mấy chế. Pyjama tay dài luôn, đẹp lắm luôn mà rẻ quá trời luôn nha mấy bà nha. Đây cái em còn màu đỏ hết hàng luôn mấy chế ơi. Còn hai bộ đỏ, còn hai bộ đỏ. À, lấy đỏ chút đỏ giùm em luôn. Rồi đỏ chị Nguyễn My. Đằng trước đó là đừng có đụng vô nữa đó, của Hạnh Lê đó. Bộ chị mặc nhiêu tiền? 69 ngàn luôn nha Trân Lê ơi. Bộ chị mặc 69 ngàn. Rồi cái bộ mấy chị hỏi em nè mấy chị ơi, bộ ngối lại bộ đùi con gấu nè mọi người. Bộ đỏ chị Phan Hằng luôn, bộ chị mặc có 69 ngàn thôi, thích màu nào chốt cho chị. Phan Hằng màu đỏ luôn hết luôn nè, pyjama 69 ngàn. Rồi cái này là bộ đùi giùm em nè cả nhà ơi. Trời ơi cái bộ đùi này em bán mấy chị ơi khủng khiếp. Nó thật sự là khủng khiếp luôn á mấy chị. Đùi mà hả? Đùi không à. Đây mọi người, bộ đùi con gấu đấy bà hỏi em nè. Đây nè, cánh dơi hả em? Cánh dơi chị còn mà chị còn tay ngặt quần đùi không à nha. Chị còn quần đùi không à. Cánh dơi thì nó mắc lắm, 85 ngàn bộ lận đây nè. Đó, nó hiện tại là vẫn còn 4 màu như vậy cho mọi người nè. 55 ngàn một bộ quần đùi giùm em thôi mấy chị ơi. Con gấu là hàng theo hết toàn bộ luôn. Máy có 55 nghìn cho mấy chị thôi nè mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn, xuất sắc chưa? 55 nghìn giùm em. Và em có 4 hình: áo trắng quần hồng, áo đen quần hồng, áo đen quần xanh và áo trắng quần xanh. Đó, con gấu nó có 4 hình như vậy nha mọi người nha. Ai thích màu nào thì mình chốt màu giùm em. Pyjama quần đùi hiện tại em còn chữ Dior mấy chị, với là chữ Hermes. Dior với Hermes giùm em. Đây nha, ai lấy màu nào chốt màu luôn mấy chị ơi, rất là xinh luôn nè. Đó, cái bộ con gấu này em bán khủng khiếp mấy chị ơi, thiêu đẹp lắm nha. Nguyễn My Facebook này là của Nguyễn Kiều Mỹ Á, Á Nha Trang. Trời ơi sao không nói bà. Đội em bộ đỏ nha Yến Nguyễn ơi, màu đỏ nào vậy Yến Nguyễn ơi? Mỹ Giác đấy ba, bộ đùi gấu nè. Đâu có cái đấy, giờ avatar có số điện thoại đâu. Mỹ Giác đùi nè, 3 bộ nè. Thu Huyền 3 bộ nè, Mỹ Giác nè 3 bộ gấu nè, Mỹ Huyền 3 bộ gấu nè. Rồi còn được một màu đen, áo đen quần xanh là hết. Mấy chị chốt em luôn, gấu quần xanh. Bây giờ em còn được có 2 bộ một màu thôi là em hết luôn. Gấu quần đùi giùm em. Nguyễn Đoàn Bảo Vân hết gấu hồng rồi, còn áo đen quần xanh thôi. Gái ơi đẹp lắm, 55 nghìn nè mấy chị ơi. Xinh xỉu luôn á. Bây giờ em nói giờ nói chuyện không có năng lượng rồi đúng không? Ok chị biết rồi, em đang chóng mặt quá trời. Rồi em lấy cái bộ màu mới cho mấy chị nè mấy chị. Gấu xanh cho Thanh Thảo. Cái gì? Mai em lựa thêm mới dồn nha chị. Là gì? Dạ sao
có nghĩa là mới mua có một like thì còn đơn đó. Chị thấy em Thanh Thảo ơi, Thanh Thảo gấu xanh có cho em nè. Bộ chị mặc còn bích lụy ơi, 69.000 à cưng ơi. Dùng đơn nha chị. Bên em phải cho khách lựa 2 like liên tục, mọi người cứ yên tâm. Ví dụ hôm nay mấy chị lựa mới có like 1 thì ngày mai mấy chị có lựa thêm giùm em. Hỏi nhắc bên em tự. Bên em gọi điện chút đơn mấy chị nhớ nghe máy nha, tại vì nghe máy để em xác nhận lại số điện thoại. Một bộ chị ngặt cho Ngọc Vi Nguyễn, ok. Bộ chị mặc còn màu nè gái ơi. Màu hồng nhạt nè. Rồi màu cam nè, cam sữa. Rồi màu xanh nè với lại màu nu nè ha. Đó, 69.000 một bộ thôi, rất là rẻ luôn. Gấu còn một cái áo à. Còn có một màu à gái ơi. Bộ mặt cho Ngọc Vi Nguyễn có rồi nè. Em trong thứ bảy luôn nha che. Ok em, thì bà nào cọc tiền rồi thì báo em. Nhưng mà em nói trước nha, cọc tiền rồi mà mấy chị lựa nguyên tuần em có free ship đâu. Để nói à. Ờ chị chốt cho Thanh Thảo rồi đó Thanh Thảo ơi. 69.000 mấy chị một lần mua một lần khó nữa thì không phải là em. Mấy chị mua một bộ mấy chị ship cũng nhiêu đó, mà mấy chị mua hai bộ cũng ship nhiêu đó. Mà em còn cho mấy chị dồn đơn nữa ha. Nên là chịu khó mình vô mình lựa like giùm em mấy chị ha. Bộ chị mặc còn nè Nguyễn Thị Huệ ơi, sao bộ gấu ba bộ. Gấu còn có một bộ thôi nha Suzuka ơi, gấu còn một cho em nè. Bộ gấu đen đó 55.000 mà chị hơn hết rồi. Dạy cho em bộ chị đang mặc màu xanh luôn nhé. Thanh Thảo bộ màu xanh đang mặc có quai không? Thanh Thảo đang mặc màu xanh ok em. Vậy là bộ đang mặc hiện tại em còn như này màu nè mấy bà ơi. Màu nâu, màu nu nè. Màu xanh nè. Màu cam nè mấy chị, với lại màu hồng nha mấy bà. Em còn như này màu thôi mọi người ơi, còn như này màu nó hết luôn rồi. Trời ơi, em lên cái bộ này mấy chị màu xanh bơ về quá trời luôn mấy chị ơi. Cái là lô vải mới nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi đây nè. Bộ 2 tầng giùm em, trời ơi cái vải nó đúng xịn luôn á mọi người. Cái vải nó đúng lạ luôn nha mấy bà chị ấy nha, mà nó rẻ nữa mấy chị ơi. Em về màu xanh bơ cho mọi người nè. Bộ em đang mặc hết cái màu em đang mặc rồi. Thu Tí Ly hết màu đang mặc rồi gái ơi. Ngọc Quy Nguyễn lấy rồi hả? Ngọc Quy Nguyễn, vậy là Thanh Thảo hết xanh rồi nha gái ơi. Hả? Bây giờ hiện tại em còn như này màu nè mấy bà ơi. Bộ đang mặc em còn như này màu nè mấy bà. Nó màu khác em, nếu mà con em thử lên quá thiệt luôn, mà lên màu nào cũng đẹp hết á. Hoặc là bộ này lên màu nào cũng đẹp luôn á mọi người. Nè để lên cho bà chế thêm một bộ màu vàng cho bà gái coi. Vàng này vàng nghệ nha, nhìn xinh lắm. Em đang like hết năng lượng đó mấy bà ơi. Tại không biết sao nó chóng mặt quá trời đây nè. Cố gắng lên hết mẫu cho mấy chị ngày hôm nay nè. Rồi lên màu này, trời ơi quả áo thun giấy chưa có lên nữa nè trời ơi. Bà nào coi thun giấy nhớ đợi em nghe. Bà nào coi thun giấy nhớ đợi em nghe trời. Em chuẩn bị lên thun giấy nghe cả nhà. Rồi ok, bộ cánh dơi đúng không? Bộ cánh dơi chỉ còn bộ Dior nè, cục vàng ơi. Bộ cánh dơi 69.000 giùm chị nè cái ơi. Ôi lộn, 85.000 chứ lộn. Cánh dơi 85.000 giùm chị nè. Đó, cánh dơi là mặc quần đùi nha. Quần đùi giùm chị nha, 85.000. Đây, Dương thì anh nằm dùng đơn nghe. Ok bà ơi, rồi nè. Đó mấy chị coi, em đi ha, cái form của nó vậy nè. Bộ cái quần nó mất tiêu vào đây đây. Chữ N ơi, cho mấy chị luôn, rất là đẹp ha. Rồi em lên cái bộ này mấy chị ơi, rẻ đẹp mấy chị ơi. Đây ha, 65.000 một bộ giùm em. Bộ 2 tầng. Cái hình này em đang hình chụp ly mọi người, nhưng mà nó về cái lô vải mới, em có chụp cây vải lên cho mọi người xem á. Vải này rất là lạ luôn, em không biết vải gì nhưng mà nó đẹp dữ lắm luôn á mấy bà ơi, đây nè. Rồi bây giờ lên form luôn mấy bà ơi, đẹp xỉu luôn á trời. Màu của nó cũng xinh lắm. Cái này mấy bà chốt giùm em xanh bơ nè, cho nó nha. Này chốt gì trời, xanh lá hả? Hết pin rồi, đưa em một cái điện thoại kia đi. Hồi nãy bộ ngố hồng đội lại màu đỏ. Trời ơi ngố nào màu hồng với đỏ gì nữa vậy trời. Bộ nào ngố hồng đội lại đỏ gì nữa vậy bà. Bây giờ bỏ ra thôi chứ em không biết mẫu luôn á chị ơi. Rồi bộ hồng, bộ em đang mặc chị đâu lấy nữa thì chốt màu giùm em nha mấy bà ơi. 69.000 thôi nha. Ai biết tên gì vậy? Ừ, chị Nguyễn, nó không có màu đỏ đâu.
ngố đỏ là chị có ngố màu đỏ. Là chị có ngố nào màu đỏ đâu mà đòi đổi trời. Trời ơi, xinh chưa? Bộ 2 tầng giùm em luôn mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Mọi người có 65.000 thôi. Mà cái vải này là vải mới cho em nha mọi người, không biết cái vải gì mấy chị ơi, mà nó đẹp lắm. Mọi người nhìn cái xó vải nè. Rất là xinh luôn, rất là xịn luôn á. Đẹp cực kỳ luôn á mấy bà ơi, xịn giùm em 50 nha mọi người. Màu với chị, em lên màu nè mấy bà ơi. Đẹp quá. Trời mấy cái vải gì mà nó đẹp dữ vậy trời. Nó lạ lắm mấy chị, nó lạ quá à. Không biết cái vải gì luôn mà đẹp lắm nè. Coi nè. Trời ơi. Nè bà ơi. Bao mặt luôn á bà, cái quần nè. Nó bành kỳ vậy luôn á trời. Chắc 60 kg vừa luôn á. Bự lắm. Bự lắm luôn, thề luôn cái mông nè. Mông bà nào cỡ như cũng vừa luôn nè. Mông to kinh khủng luôn á trời. Em có màu nè, em nói thiệt nè, đằng sau lưng mà là bo chun là mấy chị cứ yên tâm luôn á trời. Đây ha, em có màu nè mọi người, màu màu kem hay là màu nâu gì cũng được, mấy chị không nu hay dinh nu ve hay là màu nút gì cũng được hết trơn trời á. Em đang mặc mấy chị chốt em màu xanh nha. Trời ơi, em có màu cái màu cam sữa này dễ thương quá mấy chị ơi. Nè màu cam sữa giùm em luôn nha mấy bà nha. Cam sữa nè. Còn cái này mấy chị chốt em màu xanh nè. Trời ơi cái bộ này nó đẹp lắm luôn mấy bà ơi, xanh mấy chị chốt em xanh lạ đi, không biết xanh gì nữa. Giờ không biết xanh gì nữa, cứ comment xanh lạ cho nó dễ nè. Rồi cái này xanh trời nè. Xanh trời nữa bà ơi. Rồi đang mặc là xanh bơ nha. Đang mặc là xanh bơ. Rồi còn cái màu này giúp em là màu xanh lá hả? Xanh lá mạ. Ôi ôi, cái màu rất ư là nhu nhẹ luôn. Bận một cái tao nói ra đường là không ai ai cũng thấy mình luôn nè trời. Đây mấy bà chị ơi màu nè. Đó, thích màu nào chốt cho em luôn nha. Form này cho em thì 65.000, 50-60kg một độ lại mà mấy chị mặc thoải mái giùm em luôn. Hơi bị xinh nha, quần của nó là phơm quần ống rộng giùm em nè. Vải mấy chị coi cái quần nè, đó. Cái này là chị nào mà thích phơm bộ to thì cứ hốt giùm em cái bộ này thôi mấy chị ơi, vải rất là sướng luôn á. Em biết là bộ vải gì nhưng mà thấy nó đẹp lắm. Đây nè màu của nó đây. Đó, rẻ đẹp nha mọi người nha, rẻ đẹp luôn. Đủ màu không, cam sữa cho Thu Hiền nè. Ok nè. Ờ mấy bà thôi để em lọc cái màu cam sữa đi, cái màu cam sữa nó chìm quá trời luôn, nó chìm ghê luôn, nó nhu quá sợ luôn. Bỏ màu cam sữa đi. Áo xếp váy kèm áo khoác còn nha, nhẹ nhẹ thôi, em lấy màu gì? Bộ loan quần Alibaba còn không chị? Còn màu vàng cưng ơi. Bộ loan quần Alibaba chị còn màu vàng nha. Xếp váy chị còn em, cái cục màu nó mất tiêu rồi. Bao nhiêu màu rồi? 3 nè. 4 nè, nu có một bộ 1 thôi nè. Nu với xanh nè. Rồi vậy là còn 3 màu xanh giùm em nha mấy chị. Còn 3 màu xanh giùm em luôn quý vị ơi. Ủa đưa lỗ màu rồi, quăng cái cục cái quả quần lại. Đây. Rồi còn 3 màu xanh mấy chị, 4 màu xanh, đưa cái màu xanh nhạt nhạt cho em. Cái xanh nhạt lại cho em. Rồi ok nữa bà ơi, còn như này màu nữa bà. Đó. 3 màu xanh luôn nha mấy chị. Xanh bơ, rồi xanh lá, xanh lã với lại màu xanh trời giùm em luôn nha. Màu này nhã nhã ơi. Cam nó chị mặc nè cưng thấy rồi không? Hồng nè, xanh nè, sọc lớn nè cưng ơi. Màu nó dây giùm chị luôn, 79.000 một set đầm, đầm gì? Đầm 2 dây nha, đầm 2 dây còn như nó màu. Rồi đấy mấy chị ơi, ai thích màu nào chốt giùm em màu đỏ luôn. Trời cái bộ nó đẹp lắm mấy chị ơi, rẻ nổi em mới thiệt luôn á. Lấy giùm em cái này thì nó xinh lắm luôn nè. Rồi đây, bộ loan nó mất tiêu rồi, bộ loan còn có một màu hả mấy chị? Bộ loan mấy trang còn có một màu này thôi mấy chị ơi. Màu vàng nè, em còn có một màu nè, mấy chị đợi em xíu nha. Vậy em không biết nó nằm ở khúc nào, em lấy cho mấy chị coi nè mấy chị ơi. Thầy xương á. Giờ vô hỏi em nghe xương quá em không nhớ luôn, đợi em xíu được không? Nè bộ này còn màu xanh cho hợp lên, nè bỏ một bộ màu đỏ ra đi. Bộ này có người lấy nè. Bộ này bỏ qua một bên cho em đi, bộ này có người lấy rồi. Bộ này có người lấy nè. Chị em bóc cho em đi, lát rồi em rộng với bà luôn. Rồi đó, em lấy màu nam chốt màu giùm chị nha bé ơi.
Rồi bộ đang mang có ai lấy nữa không? Không lấy nữa em qua mẫu nha mấy má. Ôi bộ này dễ thương mà ta. Khách em không thích hai dây rồi. Thiệt luôn á. Bữa giờ về hàng hai dây toàn là bị giờ chặt lại không à. Rồi lên áo thun giấy với chứ ơi. Lên thun giấy xinh xinh cho cả nhà nha. Trời ơi có 10 cái thôi à. Xét beo hết rồi nhọn Như ơi. Xét beo ngày mai chị về thêm nha cưng nha. Hôm nay chị hết hàng luôn rồi. Xét beo này em bán trong vòng một lúc nhạt luôn á. Ngó beo hả? Ngó beo biết còn bộ nào không ta? Ngó beo chị hết rồi quá. Ngó beo chị hết sạch rồi không còn bộ ngó beo hết trơn. Thun giấy mấy chị ơi. Được có 10 cái với chị nha và có 4 màu à. Có 3 màu, 4 màu mấy chị ơi, 45 ngàn. Áo thun giấy giùm em luôn. Cái đợt này vải rất là dày luôn nha mọi người, 45 ngàn. Cho em coi hai mẫu cánh dơi đi chị, mới lên cho cưng coi xong luôn các bé ơi. Tập trung nha bé nha, chị la cái này xong em tập trung em lên, chị lên một lần cho cưng coi nha cưng. Bà nô. Rồi mẫu này giùm em nè, 3 4 màu. Áo thun giấy em còn em có 10 cái nha mấy chị, em có cái thứ 11 luôn á. Thiệt, sao thun giấy nó đắt dữ lắm mấy chị ơi, nó đẹp dữ lắm mấy chị. Trời ơi, form dày dặn nha, vải xịn nha. Hai cánh dơi đại chiếu cứu chị lên liền. Rồi ai thích màu nào chốt em liền màu đó kèm xứng thoại giùm em. Một ồ lồng má tính 145 ngàn luôn, ngáo tới nè. 45 ngàn một cái thun giấy hú mình họ bận cái áo vô mà tổng biết là phụ nữ hay sao á, phải ghi chữ hú mình nữa đó. Rồi đó giờ còn có hai màu thôi mấy chị ơi. Bây giờ hiện tại em còn hai màu trắng với vàng thôi, là hết hàng luôn đó mọi người. Trắng với vàng thôi, thun giấy đủ và nhi là còn hai nè. Nhi áo nè, bé Phương nè, Nhi nè đó. Giờ còn hai màu mấy chị ơi. Xét quần suông trắng lên chưa chị? Xét quần suông trắng chưa có về cưng ơi. Chắc ngày mai mới về hàng quá trời luôn á trời. Đây mấy chị ơi, có hai màu giùm em thôi nè mấy bạn. Trời đẹp quá. 45 ngàn. Áo vàng kim xuân. Áo đỏ em hết chị Yến Nguyễn ơi. Giờ em còn áo trắng chị ơi. Trắng tuyết mai. Áo đỏ em hết giờ em còn áo trắng mọi người. À áo trắng chút trắng giùm em luôn. Đây còn hai cái trắng cuối cùng hết hàng mấy chị ơi. Trời ơi quá trời xinh rồi. Chữ hú mình nè mọi người ơi, xinh quá à. Đó còn hai con áo trắng cuối cùng thôi, thun giấy thì quá là dễ mặc rồi. Thun quá giấy là mình mang lên trên người cho mẹ em là ông tu đẹp nha mấy chị. Được chưa? Rồi, pyjama đùi. Pyjama nè. Ngổ nè gái ơi. Tập trung chị lên cho cưng con một lần một thôi nào bé Miu ơi. Sơ mi xị bao nhiêu vậy? Trời ơi cái sơ mi này hả? Bao đẹp luôn á, từ 40 đến 60 cân mặc vừa. Áo sơ mi dịch giùm em luôn á chị ơi, có 85 nghìn à. Trời ơi nhìn nó bự hơn em luôn nè mọi người. Đẹp quá trời đẹp luôn á. Ủa nó dĩ nhiên nó bự hơn mình, nó mặc vừa hết chứ. Đây. Cái mặt, ý là cái mặt dịch nó bự hơn cái mặt em luôn á. Đây nè. Bộ Dior giùm em luôn nè, có màu nè. Cái này là tay cánh dơi nha. Màu trắng nè, màu đen nè mấy chị. Màu trắng, màu đen với lại màu nu nha mấy bà. Bộ cánh dơi nè, đó. Trắng đen nu nè, mấy bà nào lấy cánh dơi thì chốt giùm em cái mã này nha. Đó, rất là xinh luôn, có 85 nghìn một bộ giùm em thôi. Rồi, cái hôm rồi em còn một cái màu trắng duy nhất thôi à. Cái hôm rồi thì nhà em là còn hai màu trắng và xanh nha mấy chị. Đây, cái hôm mệt nè. Cái quần nó sẽ giống như cái màu áo vậy đó mấy chị ơi. Em dơ cái màu áo lên cho mọi người nhìn thấy cái form thôi nha. Hơm mà trắng, hơm mà xanh luôn, 85 ngàn. Ai thích màu nào chốt màu giùm em luôn. Đó, hơm mệt thôi. Ơ, rồi nè, cánh dơ nè. Cánh dơ là còn mấy cái mẫu này thôi mọi người. Với lại em còn cái mẫu này nè mấy bà ơi. Cái này là cái mã beo giùm em nha mọi người nha. Tự nhiên mảng nó lắc cái rồi em la nó bị rớt mẫu tùm lum tùm lá trơn á. Đây nè mấy chị beo nè mọi người ơi. Đó, bộ beo giùm em luôn. Cái này cũng dễ thương lắm mấy chị nha. Mà cũng rẻ đó mấy chị ơi, có 79 ngàn bộ giùm em thôi. Không biết nữa em ơi, mỗi ngày một mẫu cho nó cưng. Chị cũng không nói trước được cái điều gì nữa em ơi. Ngày mai được coi hình giùm chị nha. Đây nè, cái bộ này thì có 79 ngàn thôi mấy chị. Cái này thì có 3 màu luôn nè. Anh ơi cái bộ này còn một bộ ngoài trắng cho con bé gì nè. Chị mới nè. Đây như mấy chế đó nha, 79 ngàn dùm em. Đó, pyjama dùm em luôn, 79 nghìn nè. Có hai màu. Hồng với kem dùm em luôn, má ơi, cái áo này trắng còn được. Còn ế lại hai cái, không tin luôn nè, trời, tôi tức á. Nguyễn My lấy bộ 79 nè.
79 trắng, chị Nguyễn My em ok nè. Đó, 79 ngàn dùm em thôi. Beo có túi không? Dạ không chị, Beo đâu có túi chị. Cái hàng mà tay mà nó đi mà gọi là lượn sóng thì nó không có túi nha tình yêu nha. Đó, rồi lên em thích cái mẫu này luôn. Trời ơi em nói cái bộ này nó đẹp dữ lắm mấy chị ơi. Lên coi sao nó ấy rồi anh ơi, áo họ lưng lên chưa chị? Anh ơi lên coi cái đấy sao nó không in phiếu được nè Bảo ơi. Beo ca cho Kim Xuân nè. Đi đâu vậy trời? Hả? Lên áo thun đi. Trời này em lên rồi luôn á. Nè chị heo nhựa lấy áo trắng đi chị heo nhựa ơi, cái áo trắng nó đẹp muốn chết. Chị mới like luôn xong luôn á ái ơi. Anh nào áo thun giấy nè mấy chị đẹp nè, 45 ngàn còn màu trắng nè mọi người. Áo họ lưng còn cái nào không ta? Áo họ lưng nè còn hai cái nè, hồng đậm với hồng nhạt nè gái ơi, sao nó không in phiếu được nè, coi lại giùm em coi. In được đâu mà ra, không có ra đây nè, in lỗi đi nè trời. Sao bên em in lỗi nè. Đây nè cưng ơi, áo hở lưng nè, in lỗi nè, không biết nè, trời ơi, cầm cái điện thoại xuống đi. Nè, áo hở lưng nè gái ơi. Dễ thương ha, cái này mặc dễ thương lắm luôn á. Nè còn còn hai màu nè. Hồng đậm cho Nguyễn Thị Bảo Trâm là cái gì ta, áo phải không? Nè Nguyễn Thị Bảo Trâm áo nè. Hồng đậm nè, hồng nhạt nè. Bộ vải giấy like cho Trang, em like rồi chị em còn hả chứ ơi. Nè cưng ơi, nè ái ơi, còn mẫu này nè ái có hai màu nha, đậm đậm với nhạt nè. Ờ 89 ngàn. Nè trắng nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Comment trắng gì vậy? Rồi chắc chịu Tuyết Mai á. Tên gì? Tuyết Mai. Tuyết Mai gì? Tuyết Mai mới đúng không? Tuyết Mai mới phải không? Ừ. Lấy hai cái sẽ bự phải không? Cái còn L không được chị coi coi. Nè ok nè. À lấy hai quần sẽ bự nè, ok nè, trắng 45 cho chị heo nhựa có rồi luôn. Rồi cái bộ này là rất là đẹp nhưng mà mọi người cái này là hàng siêu phẩm của em luôn á mấy chị. Kìa nào có like em là biết nè. Trời ơi cái bộ này nó rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Đây 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 đây. Bộ hoa thần thánh nha em. Ok Thùy Nhiên nè, lát hỏi chị bỏ cho cưng nha bé ơi. Mai chị gọi điện chút đơn nha. Áo sơ mi dịch bao nhiêu vậy em? Dạ áo sơ mi dịch là 85 ngàn chị. Áo sơ mi dịch 85 ngàn. Trời ơi cái bộ này chị nào bữa coi like trước của em là biết luôn. Rất là xịn luôn á mấy chị ơi. Mà nó rẻ lắm mấy chị ơi. Có 9 bao nhiêu ta? 95 ngàn đúng không? Trời ơi bộ này có 89 ngàn một bộ hà mấy chị ơi. Cái quần là quần lưng chuông dùm em luôn nè mấy chị. Trời ơi cái bộ bông này là chị nào mà chưa có là hôm nay tranh thủ hốt dùm em luôn. Hiện tại là khách inbox cho em cái mẫu này rất là nhiều luôn nè mấy bà ơi. Mà em quên rồi đó. Tại bữa hết hàng rồi em tưởng nó có về nữa nên không có lưu lại thông tin nè. Hôm nay em về chị nào có coi like được thì chốt lại dùm em ha. Em có bốn màu như vậy nè mọi người. Màu vàng nè, màu đen, màu hồng với lại màu xanh dùm em luôn. Và bộ này cho mọi người nha. Cái dáng quần may rất là đẹp mấy chị ơi. Quần là quần tây nè mấy chị nè, dán hai nút giùm em. Lưng là lưng chun co giãn nè ha, 60kg mấy chị ơi. Ôi lộn, 58kg đồ lại mấy chị mặc cái bộ này vừa giùm em luôn. Áo nè mấy chị mút ngực bên trong ha. Cái đằng sau lưng có độ co giãn luôn, được không? Rất là xinh luôn nè. Ok nè, à lấy bộ đen nè. Em nói cái bộ này mặc bao sang với bà luôn bà ơi, để em lên form với bà gái coi nè. Ba không hồng cho đào hình nè. Đẹp lắm luôn má ơi, cái bộ này rất rất là đẹp luôn mọi người. Bộ xanh luôn cho Trần Nguyễn Mai Anh nè. Tại vì cái bộ này em bữa em đã về hàng một lần rồi. Em biết được cái phơn của nó nên em nói dữ quá gì dữ không chị thấy không? Ba bộ không đen cho Mỹ Giác còn hai nè cưng ơi. Ba bộ không đen lấy hai bộ trùng màu giùm chị nha. Bây giờ hiện tại em còn đen với hồng hai màu cuối cùng. Đây mấy chị nào quần đen là áo đen luôn rồi. Họ lên màu đen luôn, lên màu vàng, lên màu hồng. Bộ hồng cho chị. Cái gì mèo lên Doraemon gì nè má ơi. Doraemon lê gì nè, lên thông tin giùm em luôn cái ơi.
Em ơi sỉ cọc mai, cọc mai lụa giùm chị nha em nha. Còn giờ chốt một chút lẻ giùm chị em ơi. Mai cọc thì mai lụa nha cưng ơi. Của em chị dồn đơn với lại bên chị lụa em ơi, 500.000 mỗi mẫu lấy giùm chị 3 sản phẩm không lọt màu giùm chị. Thanh thủy hết xanh rồi gái ơi, còn màu đen với lại màu hường cưng ơi. 95 không, 85.000 à. Ở 89.000 à. Rồi được chút 95.000 hả? Đúng rồi, được chút 95.000 lọn mấy má ơi, nhắn lộn rồi. Ok là bán 89 hay 89 đi. Thu Huyền không thấy comment luôn. Thu Huyền còn 2 bộ cho Thu Huyền đi bạn ơi. Thu Huyền có chưa? Rồi Thu Huyền đủ hết. Vậy là Thu Huyền bộ này luôn rồi, hết rồi đó. Trời ơi đẹp quá trời luôn rồi trời. Để đó cho Thu Huyền đi cân. Không lên số điện thoại mà để cho người Thu Huyền cũng đi cho nó hết cũng như nè. Thôi đi mấy chứ ơi nè, cái bộ thun giấy của nhà em nè cả nhà ơi, nó đẹp dữ thằng. 79.000. Á à, cái máy những lồn gì thì đặt máy luôn á, thiệt điên ghê luôn vậy. Đi đâu vòng lên hỏi của ai vậy nè. Giơ cái bộ lên coi cho em coi cái mẫu gì vậy. Áo trắng của heo nhựa nè. Hai cái áo, một vàng một trắng là của bà sĩ Nhi Nhi. Còn cái bộ xanh nào nãy em đổi lại cho anh để bỏ vô cho con bé Thu Huyền đó trời. Giờ hỏi lại nữa. Ủa chị mặc hết rồi nha. Sơ mi sau 85.000 nha bà Yomanda ơi. Thu Huyền được hai bộ em lấy đỏ nha. Thùy Nhiên và em lấy lẹ nha. Ủa Thùy Nhiên là ai vậy trời? À Thùy Nhiên hả? Ok em. Mấy chị thông cảm giùm em nha. Sỉ rồi, sỉ lấy sỉ thì cọc giùm em. Kéo dây kéo lên bà. Ủa chích mẹ nãy giờ luôn hả? Hỏi được vậy luôn á má ơi. Má ơi thiệt luôn á. Lầy quá lầy rồi. Được vậy luôn á nè. Mấy chế bộ giấy nè. Đang la đi đâu hết trơn, chọn xong lát chạy lại hỏi hoài. Đây nè mấy bà. Bộ giùm em nha mọi người nha nè. Bộ gì ta? Ờ, con bò sữa nè mấy chị. Giấy luôn 89.000 à. Ok bà John Banda kìa. Cái đầm sơ mi nó rất là đẹp. Cái áo sơ mi này rất là đẹp luôn á trời, rẻ nữa. Cái này mà mai em về quần ngố bận vô là xỉu luôn á mấy bà ơi, đẹp lắm. Rồi bộ giấy giùm em nha mọi người nha. Mấy chị coi live cũ giùm em, cuối live stream cũ đấy có mặc bộ này rồi nên em không mặc lên nữa nha mọi người. Đây màu của nó đây mấy chị ơi. Màu thì rất là đẹp luôn. Con bò sữa xám nè. Rồi con bò sữa, cái gì cái này là màu xanh nè mấy chị. Màu xanh hình con cọp này dễ thương lắm. Rồi có 79.000 một bộ thôi. Phơm là phơm áo thái nha. Phơm là phơm áo thái cho cả nhà luôn. Rồi cái này mấy chị chốt em màu vàng nè. Màu vàng hình xe ô tô nè. Rồi cái này màu trắng nè mấy chị. Rồi Thảo Thu lấy cái đầm dịch luôn nè. Cái đầm dịch còn có hai cái hết hàng luôn đó. Hai đầm dịch chốt giùm em liền. Trời ơi khung giấy còn một cái ai hốt giùm em luôn đi trời. 45.000 làm biến mặt lên quá mấy chị ơi. Đây nè còn có một cái mồm mà ai cũng dốt cuộc đời em luôn cho em hết luôn đi ta. Rồi lên tiếp. Cái bộ thiết kế luôn nha mấy chị nha. Ủa mặt đẹp ha. Mà mấy bữa nội chị về hàng nữa đó, yên tâm đi. Trời ơi chị báo nó để cho chị mà nó cuối cùng nó để chị có được có 10 bộ. Chị chán nó ghê luôn vậy á. Rồi nè mấy chị bộ này đẹp nè mọi người ơi. Có 89.000 bộ luôn nè mấy chị. Xét giùm em nha mấy chị đẹp nha. Xét luôn rất là sang luôn má ơi. Cái áo sơ mi nè. Rồi xỉ giùm em cái bộ này 78 nha mọi người nha. Rồi nguyên xét sơ mi luôn để lên phao cái mẫu này cho mọi người xem nè. Bộ mặt vài bữa nữa về thêm cho mấy chị giờ á. Rồi em lên xếp bông rồi mấy chị bông 2 dây 3 ơ rồi mặc ở nhà cho thoải mái ha. Thanh Hà lấy bộ xanh giấy 79.000 cho chị không tin luôn. Thanh Hà có đơn nhà em chưa trời? Chú có đơn lên thông tin giùm em nha. Khách cụ thì khỏi lên cũng được. Bạn có số điện thoại lưu rồi. Rồi em lên cái mẫu này mấy bà gái ơi. Trời ơi lên cái áo sơ mi nè. Quên nữa.
Sao em lên gối zin rồi mấy bà cứ hỏi em hoài vậy ta? Thiệt luôn, nãy giờ lên gối zin mấy lần rồi đó. Trời má ơi, cái tay phòng đẹp quá mấy chị ơi. 89.000 cho em nguyên một set như thế này luôn nha mọi người nha. Và em có 3 màu cho mấy chị ơi. Đẹp quá à. Cái phơm tay áo là nhìn là ghiền luôn á trời. 89.000 nha mọi người, 89.000 giùm em. Trời ơi, dễ thương quá mấy chị ơi. Đây ha mấy chị ha, một là mọi người có thể mặc bộ áo trong thùng giùm em. Còn không thích thì mặc lạ lơ như vậy cũng ok luôn mấy chị ơi. Vải áo là áo vải đuổi nha mấy chị. Áo là phơm vải đuổi giùm em nè. Xinh với bà chưa? Đây đây đây. Đó. Trời ơi, nãy giờ mấy bà hỏi em cái set này đúng không? Giờ mà chờ mới biết á, giờ mới nhớ luôn á. Like tới nói là nhớ được cái mẫu này liền hà. Có 89.000 nguyên một set thôi mấy chị ơi, rất là rẻ luôn. Để em đóng thùng lại cho nó đẹp đẹp coi trời. Đó. Em có màu trắng nè, màu nu nè, với lại màu vàng, màu đen, cái lộn ba màu, hàng thiết kế giùm em luôn nha mọi người. Cái là hàng thiết kế luôn, phải rất là đẹp cho mấy chị luôn á nè. Áo giùm em nè mấy chị nè, nhìn mấy chị nhìn cái form áo nè mấy chị biết ha. Tay nè mấy chị ơi, to khổng lồ luôn má ơi. Còn có ba mấy người coi được vậy luôn á trời, mạng nó yếu quá. Chán ghê, nó có được nửa tiếng đồng hồ không mấy bà. Đây còn ba màu giùm em luôn nè, nu, đen với lại màu trắng nha. À thích màu nào chốt giùm em kèm theo số điện thoại. Rồi về cái mình hàng mà bán còn lại cũng chưa like xong hủ nữa. Không hủ luôn á trời. Hai không đen cho Thu Hiền nè. Không hiểu luôn á, về có như này mẫu mà like hoài không hết hàng. Không hết mẫu. Rồi lên áo bay không mấy chị ơi. Rồi ơi, áo bay không mấy chị ơi, mới về một cái đợt luôn mấy chị ơi, nóng hổi vừa thổi vừa mang luôn. Áo beo 45.000 giùm em ha. Rồi beo hồng nè, beo đen nè, beo xanh nè, beo rất là đẹp luôn, beo trắng mấy chị ơi, với lại beo nâu nha mọi người. Đợt này là về thêm màu beo mới nè mấy chị đẹp nè. Rồi 45.000 giùm em một áo luôn. Siêu dễ thương luôn nè. Lên form mấy chị đẹp. Dạ không chị ơi, 67 cái không có sai đâu chị. Sáu mươi bảy ký không có vừa đâu chị đẹp ơi. Cái quần nó tiêu nhà em chỉ có thun thôi mọi người ơi, áo kiểu nhà em bách lắm, mấy đeo đâu có về hàng kiểu đâu, tại vì mấy chị ở nhà trốn dịch hết trơn à, đâu có ai đi chơi đâu mà về hàng kiểu trời. Trời ai nhốt ai nhồi mấy cái áo khoác qua đây vợ, để em lên em khoe áo khoác cho mấy bạn coi. 55kg vừa nha chị nha. Phạm Trang ơi, cái này 55cân vừa giùm em. Nè gom cái mấy cái áo khoác quăng ra cho em ơi. Nè để cho mấy ấy nè. Thôi đi mẹ. Áo beo 55cân vừa nha chị Phạm Trang ơi. Một áo beo hồng cho Thùy Nhiên nè. Rồi đây mọi người ha, áo beo này là dáng lỡ giùm em nha mọi người, ngang rúng. Đó cái hàng này mấy chị mặc sẽ ngang rúng cho em nha. Rồi ok chưa, 45.000. Rồi xếp 89 nâu cho Thảo Nguyễn. Em lên nhanh đó không kịp thiệt luôn á. Áo 89 nè, bây giờ em mở màu nè gái ơi. Thùy Nhiên áo neo nâu nè. Áo beo này thì quá là co giãn luôn. Quần là 75.000, hiện tại là chỉ còn 2 size S với M nha. Hiện tại quần là chỉ còn có 2 size S với M cho khách thôi. Quần 75.000. Rồi ok nè. Beo hồng cho Thùy Nhiên, beo nâu cho chị Thảo Nguyễn. Beo đợi xíu chị mở màu luôn cho co cho Thuyền luôn. Thảo Nguyễn thấy thông tin nè. Rồi ok, màu đen chung đơn chị Hương Anh với chị Phạm Trang nè. Phạm Trang chung đơn với chị Hương Anh, ok chứ yêu luôn. Rồi em lên màu với chị ơi. 45.000 cho em một áo beo thôi nha mọi người nha, xinh lắm. Rồi có một màu hả chị? Ừ có một màu em ơi.
chị cũng còn ít lắm, cái quần này chị cũng còn ít lắm. Đây ha, áo beo đen giùm em nè khách ơi, 45.000 mấy chị, xinh lắm luôn á. Beo đen nè nha, beo trắng nè, beo xanh nè, beo hồng, beo nu nè mấy chị, có 45.000 cái áo beo à. Quá trời xuất sắc một cuộc tình luôn á trời. Beo xanh nè mấy chị ơi, 45 cho em nha, xinh lắm. Ô lộn hả, lộn chứ yêu ơi. Rồi beo xanh nè, rồi beo nâu nè mấy chị ơi, 45 giùm em nha mọi người. À thích áo beo nào chốt em luôn mấy chị ơi. Con này bữa giờ cũng đem được về hàng luôn á chứ. Nè beo nâu giữa xương. Trời ơi con áo này đúng dễ thương luôn á mấy chị ơi. 45 cho em nha mọi người, 45.000. Rồi đây ai thích beo nào chốt em luôn. Cái này thì em bao nha mấy chị. Đó cái vải rất là dạng luôn. Hàng này rất là đã cho mấy chị luôn nè. Hàng này cho em là hàng bu rip luôn. Beo xanh siêu dễ thương mấy chị ơi, 45.000. Xanh nâu trắng đen. Em đang mặc là màu hồng, 45.000. Xếp sơ mi ngố còn không chị? Sơ mi ngố chỉ còn có một mẫu chữ em ơi. Xếp sơ mi ngố chỉ còn mẫu này thôi. Cái quần là quần ngố màu đen giùm chị nha. Rồi Phương Nguyễn lấy áo xanh chốt cho Phương Nguyễn 45. Phương Nguyễn áo xanh nè. Ok chưa, 45.000. Quần áo bao này đẹp lắm mấy bà ơi, lấy đi thiệt luôn á. Nè chốt lại nè. Đó, dễ thương dễ sợ chứ mấy bà. Về cho em ha. Quấn cái quần ngố vô cũng đẹp, lên cái quần đùi cũng đẹp luôn. Đây em còn ngố đùi nè mọi người. Set cặp áo crop top 3 món. Em chưa có lên Thảo, chuẩn bị em lên cho gái. Quần đang mặc size S cho Thu Tí Ly. Beo nâu chị Đặng Châu. Beo nâu chị Đặng Châu. Em chưa có lên chị, đợi em tí nha, em lên liền. Em lên liền bà chế ơi. Má ơi quần ngố em còn mấy chị ơi. Má em khùng tới nơi rồi mấy chị. Má ơi quần ngố em còn mấy chị ơi. Quần ngố 59.000 mấy chị. Size 26 nè, 27, 28, 26, 27, 28 mấy chị ơi. Quần ngố 59.000 em còn mọi người ơi. Ai lấy chốt giùm em luôn nha mọi người. Quần ngố đen 59.000. Quá trời đẹp luôn. Cái ơi em lấy không trắng đen là không được đâu, cân 01 giùm chị thôi nha. Rồi quần size S luôn cho Thu Tía Lia có rồi nè, đợi chút xíu nè. Em thiếu nha, lấy một con qua cho. Rồi còn đây em còn quần sọc đùi trắng mấy chị. Quần sọc đùi trắng là giùm em 45.000 nha mấy chị ơi. Hiện tại là em còn size M. Quần này đẹp lắm, SM mấy chị ơi. Quần trắng giùm em nha mọi người nha. Quần sọc trắng nè, S với M giùm em. À, còn có hai size hả? Còn có hai size S với M thôi. Màu đen còn cái size S mấy chị ơi, 45.000 luôn. Đó, được chưa? Heo nhỏ lấy đen, áo đen đúng không? Áo đang mặc là crop top đúng rồi. Heo nhỏ có đen nè, 3001 giùm chị không trắng ha. Chị lấy 30 trắng đi nha. Nè cho bà một cái màu màu gì, màu xanh nữa nè cho nó. Đó, set đó bao nhiêu vậy chế? Ờ như ta 79.000, nó xếp 3 món 79.000 đúng không? Có 79.000 à. Áo đen chốt cho heo nhựa rồi nè. Rồi lên màu lại lần nữa mấy chị ơi, áo này có 45.000 à. Trời ơi nó rẻ gần chết. Nó rẻ gần chết, nó đẹp gần chết mấy bà ơi. Áo đen, áo trắng, áo xanh mọi người ơi, với lại áo nâu nè. Áo này siêu xinh luôn á ta, 45.000 thôi nha. Rồi qua mẫu nha mấy chị em ơi. Con này em về lại thôi, em lên nhanh luôn nè. Rồi cái gì, nói mới nói gì cũng mất tiêu rồi. Xếp 3 món nè, giờ bị lên xếp 3 món luôn nè. Xếp 3 món nè, quăng luôn một cái xếp màu trắng đi cho chị Phương Hoa Trang á. Cái màu trong xếp màu trắng của chị Phương Hoa Trang nó thiếu một cái quần. Còn áo đang mặc không vậy? Em chốt chị heo nhựa áo đen rồi đó, chốt rồi. Chị heo nhựa chốt rồi nè. Phương Hoa Trang nè, xếp đen nè. Xếp trắng nè, bỏ lại cái xếp kia đi. Cái xếp kia thiếu một cái áo 2 dây bên trong. Rồi set 3 món, ai chưa có thì hôm nay chốt thêm giùm em. Tại vì lô này là về là lô cuối, nó không còn hàng nữa nha mấy chị. Em có thiệt luôn, hàng em 79.000 nha mọi người nha. Mà mấy chị mua đảm bảo với mấy chị luôn là cái bộ này mấy chị mua là rẻ, rẻ nhất. Và cái chất vải nha mọi người nha, cũng ngang ngửa với cái hàng mà mấy trăm ngàn luôn nha mấy bà.
Đó, xếp 3 mẫu giùm em luôn nè mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Đây mọi người ơi, áo hai dây bên trong nha mấy chị đẹp nha. Một cái áo ba lỗ bên ngoài giùm em như thế này nè mọi người nè. Thêm một cái quần nữa là 3 món luôn nha mấy chị, có 79.000 thôi. Nha mấy bà chị, 3 món luôn có 79.000 nè mấy chị. Rất là rẻ luôn mọi người, tính ra một món có 20 mấy ngàn à. Siêu siêu rẻ cho em luôn nha mọi người. Đây, một cái áo hai dây, một cái áo bên ngoài với một cái quần nữa. 3 món giùm em luôn. Và em có 3 màu cho mấy chị nè, màu trắng, màu đen. Màu trắng lộn, màu trắng, màu cam với lại là màu vàng giùm em. Trắng, cam và vàng nha. Trời ơi, mới thiệt sự luôn nha mấy bà. Cái này em bán nha mấy bà, chỉ quá chừng nhiều luôn á. Mà bây giờ em thấy hot TikTok đồ này kia, Facebook rồi nó rần rần cái set 3 món của em luôn á. Nó đẹp dữ lắm. Đây nha mấy chị, trắng nè, vàng nè, cam giùm em luôn. Rất là dễ thương, xinh lắm mấy chị ơi. Vàng nè mấy chị, trắng nè, cam giùm em luôn. Set 3 món nha mọi người nha, có 79.000 một set thôi. Hàng này mấy chị mua về mấy chị bán, mấy chị mặc quần quật hoài hoài giùm em luôn. Đây 3 món cho bà trẻ luôn nè. Đó, hai dây bên trong nha, một cái áo ba lỗ bên ngoài, thêm một cái quần nữa, quần đùi dây rút, rất là đẹp. Đó, bán quá nhiều rồi. Nguyên cái Sika xích cam nè. Cái này để ngày mai em quay hình, em quay lên cho bà gái coi cũng được luôn, thu thảo nè. Đó, à, thích màu nào chốt màu giùm em nha mấy bà nha. 479.000 giùm em là 3 món luôn nha mấy bà. 3 món 3 bộ nè, cho mỹ giáp nè. 3 món vàng cho chị Đặng Châu nè. Đẹp lắm mấy chị ơi. Mỹ giáp nè, Đặng Châu 3 món vàng nè, rất là hot luôn em mới thiệt luôn á. Rồi còn có 2 bộ cuối cùng thôi, vàng với lại một vàng với lại một trắng là em hết. Một vàng một trắng nha mấy chị nha. Nè, bộ này soạn ra giùm em đi, bộ bịch đi không thôi nó rớt mất quần áo, nó mệt quá. Coi chừng rớt mất quần mất áo nè. Rồi ai lấy thì chốt giùm em luôn. Áo rớp tớp rồi nha, chỉ còn cái mẫu này thôi nha gái ơi. Xét vàng cam hết rồi nha chị Kim Anh ơi, còn một cái vàng thôi nha chị, hết cam. Thu Thảo có vàng rồi, Thảo Thu có vàng rồi, vậy em còn xét trắng thôi. Áo thun trắng hồng cho chị Kim Thoa, hai áo đang bận nè. Kim Thoa hai áo đang mặc luôn. Rồi, áo rớp tớp giống như em đang mặc nè gái ơi, thì nó còn có màu này nữa nè mấy bà, có hàng của bảy giùm em nha. Cũng 45.000 luôn, mà cái này nó là dáng cổ luôn nha mấy chị. Chị Kim Anh lấy xích vàng cam lên thông tin giùm em, mà em còn xích vàng nha chị. Ok thì lên số điện thoại giùm em. Còn không lấy thì chị comment giùm em là thôi vậy thôi, không lấy là sao để em biết được, em không có chừa hàng nha chị nha. Pyjama bèo em lên, chị lên rồi. 89.000 đó, nó chị dơ lên cho cưng coi đó. Còn màu xanh lạ đó bé, lấy không? Rồi áo này còn 2 giùm em luôn nè. Đó, ai thích màu nào chốt giùm em luôn. 45.000. Tiếp tục. Áo thái chưa có kịp like luôn nè trời. Rồi bộ 69 em còn một bộ nè mấy chị ơi. Bộ 69.000 hồi nãy là ai chưa có đó mấy chị. Tay dài nè ha, còn một bộ nè. Lên thông tin giùm em luôn. Beo đùi like rồi luôn. Còn beo đùi nào trời. Beo đùi nè, like rồi nè, còn nữa nè gái ơi. Áo ở. Áo đang mặc nhà em 58 cái trở lại mặc đẹp chứ ơi. Rồi bộ này còn một bộ nè mấy chị, 69.000 là màu vàng giùm em luôn. Cái này là màu vàng kem nha mọi người nha, màu dễ thương lắm. Chứ không phải là màu vàng chùa, vàng chói đâu mấy bà nha. Đây nè, áo thái mới về đây nè, bộ cho chị Phan Hằng nè. Áo thái đẹp lắm luôn. Áo thái lô này giờ nó là xuất sắc luôn á trời. Áo thái chữ thêu. Đây mấy chị ơi, có 40.000 giùm em thôi mọi người. 40.000 một cái áo thái nha mấy chị nha. Bao xịn luôn. Kim Anh thấy thông tin luôn. Áo em đang mặc có giờ nào lấy nữa không? Bây giờ em lên áo thái cho cả nhà có cái form áo của em nha mấy chị, 40.000. Áo thái em bán là chị nào mà mua áo thái nhà em về mặc rồi là biết cái chất. Rất là đẹp, rất là dày. Dày dặn mà có 40.000 một em thôi. Cánh dơi đợi xíu. Trời ơi, mấy chị coi cái phơm áo nha em nè mọi người ơi, đỉnh lắm luôn á. Ri không hồng à. Bây giờ không lấy hồng đang mặc đi nha.
Bây giờ lấy hồng đất đi chứ giờ lấy ri không hồng sao chốt đi trời. Hai bốn sáu tám chín mười. Bây giờ lấy ri dày đi. À, Lê giờ lấy ri dày đi ha. Đây nè. À không, hồng nhạc chị đang bận thôi đúng không? Rồi ok ha. 2, 4, 6, 8, 9 nè. Thêm màu nữa là 10 nè. Không mà không lấy màu này phải không? Rồi 10 nè. Ok nha Hạnh Lê ơi. 60kg không vừa đâu chị ơi. Áo thái nhà em tầm 58kg thôi mấy chị. Cái này là hàng theo luôn em. Thật sự rất là đẹp luôn á trời. Cho chị coi bộ thun giấy bò sữa. Rồi xem bị chọc coi hoài vậy ta. Đợi em xíu nha. Nè thêm xanh luôn nè Hạnh Lê ơi. 4 tỷ 30 lẻ 40 mấy chị ơi. Em bán thun giấy đó về em bán có một giá. Mấy chị không có lên giá đâu mọi người. Thiệt luôn á. Nhiều khi không muốn nhập cái hàng này về luôn mọi người ơi. Thiệt. Tại bán rẻ quá trời, bán không có lời luôn mấy bà ơi. Mà còn kệ nó kệ đi mấy chị. Có này có kia cho mọi người mặc thôi. Mới thật sự luôn á. Ok đợi em xíu nè. Rồi lấy luôn phải không. Cái bộ thun giấy nó đẹp xỉu luôn á trời. Vàng cho Hạnh lên luôn nè. Rồi cái áo này vậy là còn hồng với trắng. Còn hồng nè mấy chị. Bây giờ còn hồng đang mặc nè mấy chị ơi. Hồng đất nè. Hồng em đang mặc nha mọi người. Với lại hồng này còn hai màu. Rồi mấy chị chốt em hồng đậm hồng nhạt đi. Trời nó cũng ngang ngửa 1910. Ủa hai cái màu này giống nhau vậy ta. Hồng nhạt nè mấy chị ơi. Hồng đậm đây nè. Nó còn có hai màu thôi. Đậm nhạt thôi khách ơi. Còn hồng không mấy chị ơi. 40.000 nha. Ai lấy thì chốt. Cái này em bán rẻ quá trời luôn á trời. Áo thun giấy em còn một cái trắng nào nãy ai chưa có chốt cho em luôn. Thun giấy còn. Chốt bộ 79 cho em chưa? Thanh Thanh Hà. Chốt bộ 79 cho Thanh Thanh Hà. Cho ta Thanh Hà có bộ 79 gì chưa bảo. Kiểm tra cho mấy em coi. Thanh Thanh Hà có rồi em ơi. Nó thấy màu da không có luôn. Có cho em rồi đó Thanh Thanh Hà. Rồi lên tiếp cho mấy em luôn nè. Bộ bao đem còn đây nè mấy bà. Lên cho mẫu mới đó nào, lên mẫu này đi. Cái này đẹp nè. Áo hồng chị mặc có 40.000 à Kim Miến ơi. Áo hồng đang mặc cho Kim Anh chợ có 40.000 cái áo rồi mấy chị ơi, mấy chị lấy đi mới thiệt luôn á. Em lại không có về cái này đâu, tại vì sĩ em người ta lấy cái mẫu này với mọi người. Tại vì sĩ em người ta bán được cái này nên em về cho sĩ thôi, thiệt sự luôn á. Chứ cái hàng này em thiệt khách lẻ nha em, chắc bà nào cũng có cái áo thái trong tủ luôn á trời. Cái đợt mà em bán cái áo này là khách lẻ nha em, là người ta vô mua 10 cái 10 màu luôn, tại vì người ta bận luôn á. Cái bà nó đẹp lắm. Đó, áo trắng thun giấy là 45.000. Cái bộ này đẹp nè Hạnh Lê ơi. Bông đồ này kia không có đăng hình nha mấy bà, phải có ít quá. Hồng cho Kim Yến nè. Thun giấy bao nhiêu ký dừa? Hãy chọn giá đúng. 60kg đổ lại gái ơi. Cái bộ này bông rất là đẹp luôn á Hạnh Lê ơi nè. Trời ơi trời. 55.000 bộ giùm em nha mấy chị. Cái quần nè. Dán là dán quần xòe giùm em luôn nha mọi người nha. Hàng 2 giây luôn. Phả tiết hoa mấy chị ơi. Nó ơi cái bông gì mà sắc cộng vòng nhìn thấy mệt như vậy. Cái này phải lên mã số mấy chị ơi. Hết rồi em ơi, cái đó còn hồng nhạt nữa à. Rồi đây mấy chị ơi, lên bông nè mọi người. Áo trắng đó hồi nãy chốt cho chị rồi. Bộ beo 79. Em coi phải cánh dơi không trang. Dạ đúng rồi chị, cái mẫu đó cánh dơi mà chị. Ồ vậy hả? Bộ này dễ thương quá à. Bông nha mấy chị ơi, 55.000 bộ em mọi người ơi. Bông 2 giây mấy chị. Áo beo phơm rộng 49 sang sang. Áo beo phơm rộng 49 chị hết rồi. Sẵn chốt luôn rồi, tương ngoan hết sạch luôn rồi mẹ ơi. Thun giấy cho Phan Hằng còn cái đang mặc luôn nè. Rồi em lên bộ beo, em lên bộ bông mấy chị ơi. 55.000 giùm em nè.
eo phông rộng cho sang sang, chừa sang sang cái đi anh, cái của Nhi Nhi á, cho sang sang cái đi. Áo eo phông rộng bên đó còn cái nào không? Bên đó có hàng một cái không? Có không? Đây ha, trời ơi. Xinh chưa? 45.000. Có lộn 55.000 một bộ cho mấy em thôi. Em đang mặc là bông số 1 nha mấy chị. Bông số 1 giùm em. Bông gì không biết, vải von mấy chị ơi. Biết chất von gì mà thấy nó dày lắm. Nó cũng dễ thương lắm mọi người ơi. 45.000. Có lộn 55.000 bông 1, bông 2 nè mọi người ơi. Bông 2 nè, bông 3, bông 4 nè mấy chị ơi. 4 màu bông nha mọi người. Bông hồng dễ thương nè. Đây nè, bông số 3 nè mấy chị. Rồi bông số 4. Ừ. Test đúng không? Bông số 4 nè. Rồi ai lấy bông màu nào chốt giùm em luôn. 4 màu bông nha cả nhà. Rồi bông số 5. Có 5 màu bông mấy chị ơi. Rồi ai thích bông nào chốt em bông đỏ luôn đó không? Nhấc cái đầu quá lên không nói không mà cũng là mấy bạn. Để nó bụng rung người luôn á. Đây đây mấy chị, khách hỏi em bộ này nhiều lắm nè, em còn có hai bộ màu đỏ à. Đây mấy chị ơi, bộ bèo nơ 79.000, có lộn nhiêu 69 đúng không? Pyjama lụa satin có 69.000 bộ à, còn đúng một màu duy nhất. Đây 69.000 giùm em nha, còn được hai bộ duy nhất luôn. Mấy chị hỏi em cái pyjama lụa satin này rất là nhiều luôn nè mấy bà, mà em còn cái màu đỏ đô thôi, cái màu này mặc là sang xỉu luôn nha. Mấy chị không lấy màu này không biết nữa. Hay là em về màu này nhiều quá ta. Nè, em còn đúng có hai bộ một màu là hết luôn rồi. Rồi đẹp lắm. Rồi lên tiếp hàng nè cưng ơi. Mẫu mới là chị lúc nào cũng một làng luôn em. Con lên không kịp cũng thấy hả? Nè nhức đầu quá đi. Tắt xong đi mua bên bằng đồn chè mũ. Rồi nè, cái bộ này siêu đẹp luôn má ơi. Trời ơi, nhìn cái phong quần là ghiền nha. Màu bơ, màu kem, màu đen, màu hồng với lại màu xám. Bộ này 65.000, không tin được luôn, quá rẻ luôn rồi mấy chế. Về nhà la không kịp, tôi không tin luôn á. Gì? Trời ơi trời. Bộ này em có mấy bộ à mấy chị ơi, em chán ghê, em chán nhà mạng ghê luôn. Em mới có like có khoảng được nửa tiếng đồng hồ mấy chị. Ở đầu mạng nó giật. Em chán đời quá trời. Em đang sung sức, em đang lên hàng. Chốt đơn, chốt đơn. Mạng nó giật một cái văng hết mấy chị đẹp ra ngoài luôn. Bởi mấy chị nào á mà vô mà tìm em được rồi đó, nhớ theo dõi em nha mọi người nha. Còn chạy ra chạy vô được với em chứ chị nào á mà hả, mới mua em lần đầu tiên không biết em là ai, không theo dõi á, mua có được có một bộ à, xong rồi mất tích luôn, không có tìm thấy em. Trời em chóng mặt quá. Bà nào lấy bộ này không? Còn một mẫu này nè. Tôi mệt quá, bà nào muốn coi bộ đang mặc thì comment nha, em lên cho coi đi. Dễ chóng mặt quá à. Rồi lên tiếp hàng nữa bà ơi. Áo xanh này còn cá lên cho hạnh lê luôn nè. Còn bộ đùi Adidas với bà ơi. Ồ chị bác ế em. Cái like chị là like nhà nghèo mà đang ghế lắm nên là hả, chị cứ bị bán hoài luôn á. Bộ chị mặc có một còn màu đen không, còn đen nè gái ơi, đen nè cưng ơi, đen đẹp lắm luôn á. Đây nè, đó 65.000 bộ chị đang bận nha, đẹp lắm luôn á trời, vải đúng xuất sắc luôn á. Bộ đùi cái này dán quần xòe nó đẹp quá trời luôn. Rồi em lên bộ Adidas chị ơi, Adidas quần đùi giùm em luôn, tỷ 43 nha.
bộ đang mặc phải không? Màu nè, kem đen hồng xám với lại màu xanh. Tôi chống mặt của tôi lại hết nổi lên, tôi lên màu nào mấy bà thấy ok bà lấy giùm em nha. Để mất công em like tới lên luôn tụi em á thì luôn á. Màu đen nè cho cô bé nè. Rẻ lắm luôn, cái bộ này có 65 nghìn nè. Thiệt luôn, nhìn là biết dễ thương rồi nè. Cái quần là dáng quần xòe nha mọi người. Cái vải nè mấy chị, đúng đã luôn á. Bộ không hồng cho Thu Hiền. Hết pyjama tay dài. Pyjama tay dài chỉ còn mẫu này à bé ơi, 69 ngàn. Em ơi, cái này là hàng lụa satin luôn, mày là chị sale á. Đây nè, cái này là hàng tay dài luôn, nhưng mà chị sale cho khách luôn nè. Còn bóng hàng chưa sale được chứ bà, nó nói bà ơi. Đó, em còn pyjama nè. Tay dài nè, cái này lụa satin luôn, nhưng mà em sale giá có 69 ngàn thôi. Đây, bộ đùi Adidas xỉ giùm em luôn, 43 lẻ cho em nè, bây giờ ơi, 55 ngàn bộ nè. Bộ này dễ thương cực kỳ luôn. Đó, Adidas quần xòe nha mấy chị, hàng thương hiệu luôn. Adidas hồng nè, nu cam, kem nâu có rồi, đen hồng nhạt. Adidas giùm em nha, bộ này mặc dễ thương cực kỳ luôn mấy chế. Form siêu to, mấy chị nhìn cái con áo nè, em nói là nó bự chà bá luôn đó nha. Rồi cái quần của nó nè, dáng xòe luôn mọi người, rất là xinh luôn á. Rồi 55 ngàn, xỉ giùm em là 33 nha. Có lộn, xỉ giùm em 43 nha. Mấy chị thấy em nói sảng không, thấy không? Sắp tới giờ rồi đó. Hồng nè, kem nè, cam nè, nu nè, với lại màu đen. Thái lấy màu nào chốt màu giùm em luôn. Không đủ tỉnh táo để lên hàng nữa. Rồi, mấy chị lấy cái này đi mấy chị, đẹp nè. Cái này đẹp nè mấy bà ơi. Bộ này siêu dễ thương cho em luôn. Em xem cho mọi người bộ này 79 ngàn nè mấy chị. Chốt liền, chốt liền nha. Nô cho Ngọc Vi Nguyễn nè. Có đơn nhà chị cho em ơi. Hả? Ngọc Vi Nguyễn nè, 55 ngàn, cái đó 55 ngàn. Rồi 79 ngàn mấy chị. Cái này phải lấy liền luôn, nó đẹp dữ lắm. Mặc lên cho em là bao sang luôn, set thiết kế nha mọi người. Có 79 ngàn nè. Ok em nè, 79 mấy chị ơi, đẹp lắm. Đó, ai lấy chút bộ 79 cho em liền nha. Bao đẹp, hứa với mấy chị luôn, mặc lên không đẹp không mấy tiền. Cái set này mặc sang lắm mấy chị. Em còn có một bộ nên em sale luôn cho cả nhà luôn á, 79 ngàn cho em nha. Rồi bộ thể thao này em còn một bộ nè. Bộ bà mặc có mấy màu? Hiện tại là bây giờ em còn có 3 màu thôi. Màu bơ nè, màu hồng với lại màu xám nó đang mang là hết. Lan Miêu ơi, bộ mặc có 65 ngàn à chị Lan Miêu. Chị Võ Như Ngọc, bộ đang mặc còn 3 màu giùm em. Cái set thể thao này em còn có một bộ thôi, em sale cho mọi người 85 nghìn, ai nhanh tay thì chốt. 85 nghìn giùm em nha mọi người. Set thể thao màu xám 85 ngàn. Ai lấy chốt bộ thả thai giùm em 85. Đúng một bộ duy nhất. Thun form rộng còn không chị? Thun form rộng bây giờ còn cái áo hở lưng sau lưng thôi à. Em có lấy chưa? Bảo Trâm lấy cái sơ mi dịch được em, giá sale quá. Ví dụ như mà sale mà rẻ hơn lẻ thì tính giá sale, còn không thôi là sale rẻ cái gì ta, lẻ mà mắc hơn sỉ thì tính giá sỉ vậy đó. Cái nào rẻ gì tính em giá đó thì thôi. Rồi bộ này giùm em luôn nè mấy bà ơi, 79 luôn nè mấy bà. Em còn một bộ em sale luôn, 79 cho em nha. Lộn, 69 chứ đúng không, 69 ngàn luôn. Còn có một bộ màu đen à. Trời ơi, cái set này đúng đẹp luôn nè mấy bà ơi. Em sale 69 là siêu rẻ luôn đó. Ok, Võ Như Ngọc chung đơn chị Nguyễn Thắm xám 65 ngàn nè. Bộ này có 69 ngàn với bà nha. Sỉ là 73 ngàn à đúng bà. Lại em sale có 69 ngàn với bà thôi. Còn có một bộ à. Sale giá rẻ luôn cho mọi người, mua cho nó hết mẫu luôn.
vì những cái hàng này em có vài hàng nữa mấy bà, đây là em sale cho bỏ mặt luôn. Rồi bộ này em sale 65.000 luôn rồi mấy chị. Lên hàng sale mà lên 2-3 mẫu mấy chế không chốt thì em nghỉ với mấy bà ơi. Đây 65.000 ha, đẹp lắm. Bộ quần ống rộng mấy chị. Đó, có túi cho em luôn nè, 65.000. Ống rộng quần dài nha, màu nâu 65.000. Em lấy bộ đen dấu, bộ đen dấu tay dài lụa satin. Mẫu nào trời? Không nha, Ngọc Xuyên lấy bộ 65. Em lấy bộ đen dấu. À bộ đen dấu tay dài satin 69.000 cho Ngọc Vi Nguyễn. Bộ loan Balenciaga quần đùi mấy chị ơi. Bộ loan Balenciaga quần đùi giùm em nè mọi người nè. Em có một bộ em sale cho mọi người luôn. Bộ này giùm em là 49.000, còn đúng một bộ duy nhất. Đây mấy chế ha, 49.000 giùm em nè. Bộ đùi Balen 49.000. Quần đùi nha mấy chế, bộ loan luôn. Giờ em hết hàng mới rồi, bây giờ em lên sale cho mọi người nha mọi người. Em kiếm cái ghế em ngồi cái. Thuốc giảm cân 450.000 một liệu trình, một tháng giảm từ 5-10kg, 450.000 một hộp, phi ship giùm em. Ok em, lát hồi chị like xong chị chốt đơn cho cưng ơi. Rồi lên hàng sale quá chị ơi, ai chưa có, ai đang xem like thì ngồi im, đừng nói chơn chọi, giờ sale rẻ dữ lắm mấy chị, được không? Đó giờ hàng sale lên khuya rồi mấy bà ơi, chốt lẻ nhớ bà nha, thích là nhích liền. Đây em còn hai bộ này mấy chị ơi, em sale 45.000 nè mấy chế, rất là đẹp luôn. Bộ beo nha mấy chị, chữ ký nha, bộ beo chữ ký 45.000 giùm em. Beo chữ ký 45 nè, chữ ký đậm với lại chữ ký nhạt, beo 45.000. Bộ đùi 49 đó chị, là gì vậy trời. Đùi 49 hả? Vừa gái ơi, bộ đùi loan phải không? Bộ beo này 45.000 giùm em nha mấy chị, em sale luôn nè mọi người ơi, xinh lắm. Cái này là chữ thêu hết toàn bộ giùm em luôn. Beo này còn hai bộ nữa mấy chị đẹp nào, quần đùi nha mọi người nha, mặc ở nhà thì quá trời là dễ thương dễ chịu luôn rồi. 45.000 một bộ. Rồi còn được hai bộ hai màu. Qua đây còn xíu lại em nhức đầu quá. 45.000 nha bà con ơi. Đó, còn hai bộ hai màu, ba bộ luôn hả trời. Ba bộ luôn. Rồi, con bò sữa này còn được ba màu nè, sale luôn mấy chị 35.000 luôn, quần ngố nha. Ok, Thảo Ngọc lấy loan nè, loan 49 nè. Loan 49. Chưa có đơn hả chị ơi, chưa có đơn lên thông tin giùm em nha. Mấy chị ơi mua hàng sale làm ơn cho em cái giá kế bên mấy chị nha mọi người nha, chốt cái gì thì chốt nhưng mà phải có cái giá kế bên giùm em được không, tại vì mất công em tính lộn giá mất công lắm mấy bà ha, cho em xin cái giá kế bên nè mọi người. Mọi người chốt giùm em nè, xanh 35 nha mọi người, xanh 35.000, xanh 35, kem 35 và vàng 35. Rồi bộ này sale giá tập sình luôn, xanh 35, kem 35, vàng 35 nha mấy chị nha, có 35.000 bộ à, 58 cái trở lại mặt đẹp luôn mấy chị ơi, dễ thương lắm. Cái này là hàng vải 3D nha mọi người nha, cái form rất là sạch luôn. Đùi con bò, ngố con bò sữa giùm em luôn. 35.000 một bộ nè. Bà no lấy 35 xanh nè. 35 xanh, 35 kem, 35 vàng. 35.000 bộ, rất là xinh luôn mấy chị ơi. Đó. Thấy không? 35.000 nha mọi người nha, nhớ chia sẻ livestream giùm em. Để em sale cho nó nhanh nha mấy bà. Kem cho Ngọc Xuyên, kem cho Ngọc Xuyên, rồi kem còn một quá chị, vàng kem hai bộ cho Thu Thủy,
em nói em sale rẻ lắm mấy chị ơi, nên mấy chị tranh thủ mấy chị hốt nha mấy chị nha. Rồi còn vàng hết hàng luôn, bộ ngố luôn nha mấy chị ơi, có 35 ngàn à, ngố mà có 35 ngàn là quá rẻ luôn mấy trời. Rồi còn hai bộ vàng cuối cùng, ai lấy vàng chút vàng em luôn, 35 ngàn vàng em còn hai bộ nha quý gái ơi. Rồi tí giúp em luôn, cái chị cáo này đẹp nè mọi người ơi, 35 luôn giùm em nè, vàng 35 luôn cho Ngọc Xuyên luôn nè. Rồi áo kiểu mấy chị ơi, lai bèo giùm em luôn nha mấy chị nha. Rồi nãy cái áo này đầu lai em có sale nè mọi người, em sale luôn, em đâu ra rớt lại cái màu đỏ mấy chị ơi, 35 ngàn luôn nè. 35 ngàn giùm em. Rồi cái thun giấy này siêu xinh luôn nè, còn có một cái một nè, sale cho mọi người luôn, 35 ngàn luôn. Thun giấy, thun giấy trắng phơm rộng dấu quần ha mấy chị ha. Ở lộn, thun giấy phơm dán suông chứ mà là rộng nha mọi người, 35 ngàn luôn, chữ số. Ai lấy liền chút em mã số kèm số điện thoại. Ôi áo thun giấy Gucci 35 trắng, Gucci 35 trắng nha mọi người. Áo đen này có người lấy nè, cái gì mà em inbox. Rồi bộ Thái mấy chị ơi, 49 ngàn. Trời cái bộ này sale 49 ngàn luôn, xỉu luôn á trời. Bộ Thái Lan 49 ngàn, bộ này bao bự. Đó, mặt rất là xinh luôn nha. Thun giấy Gucci trắng 35 cho Quỳnh Nguyễn, Gucci 35 cho Tuyết Mai. Biết còn đâu mấy trời. Rồi ok nè, Tuyết Mai Gucci có chưa? Tuyết Mai. Ôi em quăng lộn cái áo rồi sao đây nè. Rồi lật cái kia lên ra phải màu gì vậy? Trời giống quanh mạng nữa. Thảo Ngọc có chưa ta? Ba cái đúng không? Quỳnh Nguyễn, Tuyết Mai, Thảo Ngọc, em quăng ba cái đúng không? Đơn kia đi chưa chị Nguyễn Tú, đơn nào em ơi, gọi điện chút đơn cho con. Bộ Thái 4 chiếu cho chị Phạm Hiểu, Phạm Hiếu Lý gì nào, lên thông tin giùm em luôn. Bộ Thái nó mất tiêu rồi trời. Mấy chị nào không có số, không có thông tin, không có số điện thoại bên em, không có chốt đơn được nha mọi người ơi, mọi người làm ơn càng nhanh có số điện thoại kế bên giùm em với nha cả nhà ơi, để tránh trường hợp chốt được đơn rồi mà không có số điện thoại là thả đơn cho mấy chị khác đó nha cả nhà. Còn xét nha gái ơi, đợi em xíu nha. Quỳnh Nguyễn thấy thông tin nè, còn xét em còn nha mọi người nha. Áo Thái này còn được 2-3 cái nữa mấy chị. Ok em, lát đi em ơi, có ra liền. Giờ nó mới tặng cách nào đó chị lên cho Cưng ơi. Bộ trái tim mấy chị ơi, share cho mọi người luôn nè mọi người ơi, 45 ngàn giùm em. Bộ trái tim đen 45 ngàn. Trái tim đen mấy chị ơi, 45 ngàn. Ai lấy chút em trái tim kèm số điện thoại. Trái tim đen 45 ngàn một cái giùm em thôi. Tim cho chị Võ Như Ngọc 45. Võ Như Ngọc. Rồi bộ bò sữa nè, em còn một bộ mấy chị ơi, sale luôn cho mọi người luôn nè. Tay rất là đẹp luôn, 69 ngàn, trời ơi trời. Cái bộ này là đúng bán lấy tương tác luôn mấy chị em ơi, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Còn đúng một bộ nha, 65 luôn nè mấy bà ơi, lộn 69 nè mấy bà. À lấy được bộ này là vô mánh luôn. Quá đẹp luôn, 69 ngàn. 69 ngàn con bò sữa, siêu dễ thương luôn. Chàng ơi, cái bộ này nó đẹp xuất sắc má ơi. Mấy chị ơi, mua hàng làm ơn lên số điện thoại giùm em nha mấy chị. Rồi, cái bộ này 85 ngàn giùm em nè mấy chị ơi. Trời, tôi chưa kịp like luôn á trời. Chưa được like luôn á, hàng lụa satin nè. Bộ cô gái hot trend rất là dễ thương luôn nha mấy chị đẹp nha. Tay là tay cánh dơ nha mọi người, 85 nghìn giùm em luôn, hàng lụa satin luôn. Bộ 69 Thúy Nhiên là bộ nào ta đây? Tuy nhiên bộ 69 nè.
Ok nè, rồi ngố đó chị ơi. Ngố giùm em nha mọi người nha. Cái này có một bộ một nha mấy bà. Ngọc Xuyên thấy thông tin nè. Rồi một bộ duy nhất sale mọi người 59.000 ngố giùm em luôn. Trời ơi dễ thương xuất sắc. Nguyên con gấu, hai con gấu bự cho bá luôn, hai con Mickey in bự cho bá luôn mấy bà nha. Một bộ duy nhất giùm em luôn 69.000. Chốt giùm em liền. Ngố, ngố Mickey. Đúng rồi, đợi xíu. Dưới đây nè. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Đây mấy chị ơi, cái này thì em không có sale đâu mọi người ơi, nhưng mà lỡ rồi thì em bán 65.000 luôn nha mấy chị. Tính không sale đâu mấy chị ơi, mà sale cho mấy bà chết rẻ rẻ chút xíu thôi nha. Rồi đã, cái này là mẫu mới nha em luôn á mọi người, 65.000 nè. Ngố hồng. Ngố hồng nha mấy chị nha. Chị nào mà coi like của em là biết cái bộ ngố này thì em hot lắm. Ngố hồng giờ lại ngố xanh. Nhưng mà em vẫn để cho mọi người, em cũng bớt cho mấy chế đừng chút. Đó, 65.000. Ngố hồng, ngố xanh nha mấy chị. Trời ngố này đẹp dữ lắm mấy chị ơi. Khỏi khỏi lo. Khỏi lo nha bà con. Ngố hồng, ngố xanh. Ngố hồng, ngố xanh giùm em 65.000. À lấy ngố chốt ngố luôn. Ngố này rất là cu te một me luôn á trời. Cái combo này là ngố sao áo khoác, đúng rồi. Gân cục áo khoác qua đây cho em ơi người. Rồi đây mấy chị ơi, cái này mấy chị chốt giùm em nè. Loan nha mấy chị, Loan, Loan con robot này còn một bộ nè mấy chị. Sale cho mấy chị luôn 65.000 luôn. Thôi 59 luôn, còn một bộ Loan robot. Loan robot này em còn một bộ màu vàng duy nhất 59.000 luôn. Loan robot còn một màu 59.000. Loan robot nè. Áo thái ba len, áo giấy chứ bà. Áo giấy 35 còn một. Áo giấy 35 Balenciaga nè, 35.000 em luôn ha, thun giấy. À lấy thun giấy, chút thun giấy luôn. Rồi áo khoác nè. Áo khoác 59.000 cái. Mì áo giấy 35. Rồi. Áo khoác giùm em. Áo khoác dáng dài em chị ơi 59.000. Khoác dáng dài 59 giùm em nha mấy bà nha, còn cái màu xám. Khoác dáng dài 59. Khoác đen 59.000. Xếp bộ dây đi chị, lên rồi gái ơi. Lên gọi bà không chốt rồi bà em lên nữa. Áo này có người lấy luôn nè anh ơi, lát hồi em chờ em soạn cho chị kia luôn, vụ đó cho em đi. À áo đó, áo khác, áo đó khác quan lại cho em. Khoác xám 59 cho Ngọc Xuyên nè. 59 cho Ngọc Xuyên nè. Đen 59 Adidas luôn, tại mẫu mới không mà trời. Rồi khoác màu màu đất nè. Màu hồng đất 59.000 luôn. Cái này form drop top sale 55.000 thôi. Phát xanh 55. Phát xanh 55 nè mấy chị ơi. Rồi cái này mấy chị chốt em luôn, cái này mẫu bữa giờ rồi. Áo đen nè mấy chị chốt em đen 55 nha mọi người. Đen 55 rồi áo phát đó mấy bà 55-59 ngàn. Mấy bà thích màu nào mấy bà chốt lại giùm em. Rồi cái bộ này 109 ngàn, mẫu mới này chưa kịp like luôn nè. À đi, ngày mai like tiếp đi. Em lên mấy mẫu rồi mấy bà chế không lấy chờ em dễ quá. Em nghỉ rồi, 11, 12 giờ rồi không mấy bà nghỉ nha. Mấy bà mấy chị ngày mai gặp mấy bà chế tiếp ra giờ em nhức đầu quá. Mai mọi người nha, mấy bà mọi người.